Dạ, có anh chị nào có giao lưu chia sẻ được buổi không? Trong nội dung ngày hôm qua hoặc là trong những buổi trước á, có học phần nào mình mong muốn làm rõ hơn á thì mình có thể lên trao đổi cùng nhau. Cho em hỏi đi thầy ơi. Dạ. Chú nói đi chú. Dạ, anh rất là biết ơn thầy đã cho em xin hỏi và xin biết ơn cả nhà. Em hôm qua có cái phần mà thầy chia sẻ là cái phần đất nước Nhật Bản mà sau cái thời khi kết thúc chiến tranh thì họ thắng cái chiều vào rất là nhanh. Thì em muốn thầy làm rõ về cái phần này và em cũng muốn 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 em cái lần trước học khóa VIP khóa của nội tâm khóa 11 và 13 thì cũng nghe nghe có thầy nói là mình có cái lộ trình để thắng chiều cao cho trẻ và người người trưởng thành nhá. Dạ. Một thầy làm rõ cái phần này để em rất là muốn có cái hiện thực của Yeah. thầy cho đứa con trai của em. Dạ. Đã, xin cảm ơn thầy. Yeah. Cảm ơn chú. Ngài. Về mặt yếu tố cơ bản, nếu nói về chiều cao á thì đây, chúng ta hình tướng chúng ta lấy đây thông qua câu hỏi của chú Huân á, theo cả nhà nè, theo mình biết thôi nghe, không đúng không sai nghe, mình hiểu sao mình nói vậy thôi, thì theo cả nhà đó, mình cao lên là trong cơ thể của mình cái gì cao, cơ thể của mình cái gì cao mà mình cao lên Sướng sướng à. à? Dạ đó, thì xương nó dài ra à, đây vậy thì mình cao nè đó, vậy thì muốn cao á là do xương, xương nó dài ra thì mình cao lên đúng không, đúng chưa, đúng chưa, Đúng ra hình tướng cơ bản nè thì có phải là xương dài ra thì mình sẽ cao lên không? Dạ, tức là xương dài ra. Và hiển nhiên trong cái xương này nó cũng bao hàm, mình phải hiểu là có thêm trong cái khớp trong đó. À, vậy làm sao xương dài ra? Nó cần điều kiện gì để nó dài ra? canxi. À, thứ nhất, xương nó dài được á, là nó cần, thứ nhất, đó là nguyên liệu cho xương. Thứ nhất là nó cần nguyên liệu cho xương nè. À, nguyên liệu cho xương là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là hormone tăng trưởng. Này, cái thứ ba Mời cho mình cái. à, đó là các điều kiện để tác động lên đó. Nó cần thêm một số điều kiện để có thể kích hoạt cái đó. Đó. Rồi. Vậy thì chỗ này nè. Với trẻ nhỏ để có thể cho cao ra thì thứ nhất, để những cái yếu tố này mà có thể bổ trợ cho trẻ cao được, đầu tiên là giấc ngủ của con nè. Với trẻ nhỏ thì giấc ngủ trước 9 giờ là giấc ngủ để hỗ trợ chiều cao tốt nhất cho các con. Tức là trước 21 giờ á, cho trẻ nhỏ giấc ngủ nè. À, cái thứ hai là các yếu tố về vận động nè. À, thì bơi lội là cái môn gần như tính tới hiện tại người ta đánh giá cao về cái môn đó đó. Bơi lội là cái môn giúp cho chiều cao phát triển cách gần như toàn diện á. Rồi các môn khác ví dụ như là bóng rổ đồ nè. Rồi người lớn thì có thể riêng đó là thay gân đổi cốt nè. Rồi.
Yếu tố thứ ba đó chính là nguyên liệu cho xương. Vì câu hỏi đặt ra xương cần gì thì mình đưa đó vào thôi thì tăng trưởng. Rồi còn với người lớn thì mình hỗ trợ thêm cho đốt sống, thắt lưng đốt sống, cột sống á, cho thẳng ra nữa thì nó sẽ cao hơn. Thì ở chỗ này nè, hôm trước mình có nói và giao lưu nhiều với cả nhà đó, đó chính là gì? Thông thường á, với các trẻ em trẻ nhỏ thì mình thấy để thuần tự nhiên thì con nó cũng sẽ cao lên bình thường, bởi vì đó là cái độ tuổi đang phát triển. Nhưng mà đôi lúc có một số phụ huynh thì ham muốn cho con cao nhanh á, cho nên dùng một số cái sản phẩm nó có kích hoạt cái hormone đang tăng trưởng á, growth hormone á, nó hormone tăng trưởng. Vậy thì khi kích thích cái hormone tăng trưởng, nó xương sẽ dài nhanh ra, nhưng nó thiếu cái nguồn nguyên liệu. Thì các anh chị hình dung đơn giản, các anh chị biết cây kẹo kéo không? Mình biết, mình nhớ nhớ kẹo kéo không? Cái mình kéo Có. cái nó dài ra, nhưng bên trong nó không có đậu phộng nữa đó, cây kẹo nó rỗng. Vậy thì tăng trưởng nhanh quá nhưng thiếu cái nguyên liệu cho xương thì đôi lúc nó lại là một cái yếu tố sản sinh ra bệnh lý. Mình hình dung cái này không? Thì ngay cái chỗ này nè, vậy là nguyên liệu cho xương là cái gì đó, chúng ta bắt đầu làm rõ ra. Vận động giấc ngủ thì mình nói xong rồi đó. Rồi ở đây nó cũng lý giải luôn cho một số cái bệnh lý khác. Cái góc nhìn của dinh dưỡng hôm nay mình sẽ nói sâu luôn cái chỗ này. Đây, về xương thì các anh chị sẽ thường nghe nhiều người ta nói nè. Cả nhà có phải là thường nghe người ta nói là thiếu canxi thì dẫn tới loãng xương không? Có nghe câu đó Dạ có. không? Mình dẫn dắt vô chủ đề là mình làm rõ về xương bữa nay luôn và canxi luôn nè. Thiếu canxi lâu dần thì có thể dẫn tới loãng xương. Rồi. Nhưng mà khi đã bị loãng xương rồi, uống canxi có hết không? Khi bị loãng xương rồi uống canxi có hết không? Chưa chắc là hết Tính tới hiện tại không. thì không. Tính tới hiện tại thì không hết. Trước khi mà loãng xương á, bổ sung canxi thông qua cái nguồn canxi thực phẩm hoặc là qua các loại sữa có tích hợp canxi á, thì có thể hạn chế ngăn ngừa cái việc loãng xương thì có. Nhưng mà khi đã loãng xương rồi thì uống lại cái đó đó, tính tới hiện tại cũng không có hỗ trợ được, chỉ có không làm loãng xương nặng hơn thôi thì có thể. Còn hết loãng xương thì tới hiện tại không có ghi nhận cái đó, bởi vì người ta nói thiếu canxi gây loãng xương là nói vắn tắt, chứ thực sự thì không phải là thiếu canxi gây loãng xương, mà là thiếu mật độ xương mới gây loãng xương, trong đó cái mật độ canxi là cao nhất. Vậy thì câu hỏi là với cái lý luận đó thì chúng ta sẽ làm rõ đơn giản vậy nè. Mình lấy cái hình tướng cho dễ hiểu luôn ha, là nhớ liền luôn nè. Còn về mặt chuyên môn thì hiển nhiên các anh chị chuyên môn đã hiểu rồi. Đó. Rồi, các anh chị hình dung nè, đây là một khúc xương. Thì một khúc xương mà khỏe đó, một đốt xương mà khỏe mạnh thì ở bên trong này là mật độ xương dày đặc, hay còn gọi là tế bào xương dày đặc ở trong đây. Đó. Rồi khi cái tế bào xương ở bên trong này nó thất thoát đi ở một mức độ nào đó thì người ta gọi là loãng xương. Chúng ta sẽ lấy hình tướng để cho mình dễ hình dung. Đây, dễ hình dung. Cái mình lấy cái này nè, dễ hình dung nhất nè. Cả nhà nhớ giùm Vũ vậy nè, đó là trái mướp. Cả nhà biết trái mướp hết đúng không? Ngài, cái trái mướp non á, thì cái ruột nó làm sao? Cái trái mướp non thì cái ruột nó Đặc đặc này, cái trái mướp già thì nó làm sao? nó sụp lên, nó Nó sơ xốp lên ra. chọn trong, thì loãng xương giống trái mướp già. Vì khi và chỉ khi cái mướp, trái mướp già nó chuyển thành lại như trái mướp non thì mới hết loãng xương. Khởi Hình dung được không? đầu thì không thể đúng không? Thấy hình dung được không? Dạ. Tại vì câu hỏi đặt ra đơn giản lắm, vậy làm sao cho dày đặc lên đây? Chứ là ở bên trong này
thì cái đó người ta gọi là mật độ xương, hay còn gọi là tế bào xương cũng được. Nhà vậy mật độ xương trong đây nó cần gì? Nó cần gì? Thì quá trình nghiên cứu về mặt dinh dưỡng học á, thì người ta thấy mật độ xương nó cần này nè. Thứ nhất là canxi, thì không thể bàn rồi ha, đó là cái mật độ cao nhất ở trong xương rồi. Cái thứ hai đó chính là magie. Cái thứ ba đó là phosphor. Ba cái khoáng chất này người ta còn gọi là nhóm khoáng chất cấu trúc để hình thành nên cấu trúc xương. Nhưng mà để xương nó bền vững nữa thì nó cần thêm có collagen. Collagen cho xương á. Đó. Thì đây là tiếp 2. Trời. Tiếp 2, tiếp 3 ha. Là cho xương khớp, xương sụn. Cho mạch là collagen tiếp 4, cho da là tiếp 1. Rồi, và cái thứ năm đó chính là huyết tương. Huyết tương là một thành phần của máu. Nếu chúng ta lấy một cái dung tích máu ra thì chúng ta quay ly tâm. Sau khi quay ly tâm thì nó tách ra làm hai phần. Cái phần nặng nó sẽ lắng xuống màu đỏ đục, màu đỏ đậm. Còn cái phần ngà ngà vàng nó sẽ nổi lên trên, cái phần nhẹ nổi lên trên. Thì cái phần nhẹ nổi lên trên màu ngà ngà vàng đó, đó chính là huyết tương. Đó chính là huyết tương. Hàm xương chúng ta sẽ thấy được nó có vị ngọt cho cái đó tiết ra. Rồi nổi váng lên trên đó. Nó giống giống như mỡ đó. Đó là huyết tương. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy chỗ này đủ hết cái này nè. Và nó tới được cái chỗ xương bị loãng. Và nó tái cấu trúc lại, làm sao cho mật độ xương nó tăng trưởng lại ở mức độ tương đối, càng tiệm cận về cái sự đủ đầy như ban đầu thì cái xương nó cải thiện càng tốt. Để Dạ hình thầy tướng. ơi, dạ thầy ơi, collagen thầy nói collagen mấy, hai hay ba Collagen 2, 3 thầy? luôn. Hai cái đó nó đang xen với nhau. Dạ cảm ơn. Còn nó tách riêng biệt ra thì lấy 3. Còn hai thì nó chuyên cho sụn hơn. Nhưng mà khi nghiên cứu về chiều sâu thì nó bị khóa, sụn nó cũng bị khóa ra xương đây. Nên thường ta chỉ sử dụng collagen cho xương với khớp là 2-3. Rồi. Tới đây kịp ha. Rồi, nhưng tới hiện tại như vậy thì vẫn chưa đủ đầy. Thì chúng ta sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa để chúng ta sẽ làm kỹ hơn cái chỗ này. Nó rất là đơn giản thôi. Nhưng thường thì do người phức tạp quá nên cuối cùng cái nó, tôi quên đi cái căn bản. Cái nguyên lý tiếp theo á, Vũ có thường hay nói vui với nhiều người, Vũ hay gọi nó là cái nguyên lý cà phê sữa đá. Vũ hay gọi vui á, đó là nguyên lý cà phê sữa đá. Này, cà phê sữa đá. Rồi, theo chú á, để có một ly cà phê sữa đá thì mình cần những gì? Cà phê sữa đá thì mình cần cà phê, Rồi, cần cà phê. rồi là cần sữa, Cần sữa. rồi là có đá lành nữa. Rồi mình cần đá. Và mình cần cái ly đúng không? Ly nữa. Rồi, nếu cơ bản nền tảng là bốn cái này đúng không? Rồi, theo chú có đủ bốn cái này rồi thì đã có ly cà phê sữa đá chưa? Có đủ rồi vẫn chưa? Mình phải Chưa. phải khuấy, tức là mình phải phải tác động vào đó, xúc tác vào đó nữa. Ai là người tạo, người pha là ai? Đây, nguyên liệu thì có nhưng mà người pha là ai? Ví dụ đơn giản, một cái quán cà phê nguyên liệu thì có sẵn ở trong 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 quầy nhưng mà pha chế nó nghỉ thì cũng không có thành phẩm. Thầy hiểu cái này không ta? Kịp kịp không? Kịp Rồi, ạ. vậy thì mình sẽ link cái chữ mật độ xương chuyển thành cái cà phê sữa đá. Vậy lúc này nếu mình chỉ bổ sung canxi thôi thì đã đủ chưa? Chưa. Đó là lý do tại sao mà thiếu canxi sinh loãng xương, nhưng loãng xương uống canxi hoài thì không khỏe. Bởi vì chỉ có canxi thôi mấy kia đâu. Nó chưa đủ mà. Giống như ly cà phê sữa đá chỉ lấy có cà phê vậy đó. Tới đây cả nhà hình dung được không?
Dạ, rõ ạ. Rồi, đủ hết 5 cái đó rồi, vì A là người tổng hợp để tạo ra cái mật độ xương. Cơ thể À, cơ thể là cái gì? là các cái chức Nó năng chính của là các hệ thống tế công bào, năng, thì có chứng hệ ta. thống duy Dạ. À, kịp kịp đó, đó là hệ thống công năng, hệ thống duy tu. Còn nếu theo cái góc nhìn của Đông y thì chủ đạo là thận, thận chủ cốt, nên ông thận là cái ông chủ đạo để ông tạo cái đó. À, nhưng với y học hiện đại thì thận không là không đủ, thì không có tách rời ra được Đông y hay Tây y trong trường hợp này, mà nó là cả một cái hệ thống vận hành của cơ thể con người, là cả một hệ thống chứ không phải chỉ là một cơ quan. À, cho nên là phải dưỡng là các tạng bên trong, rồi cho máu đủ đầy, làm ấm cơ thể lên cho nó tạo được mọi điều kiện hết cái đó. À, thì thời điểm đó khi cái công năng tự chữa lành, cái hệ thống vi tu của cơ thể bắt đầu nó vận hành lại và có đủ 5 cái nguyên liệu cho xương, thì ngay cái thời điểm này có khả năng cái mật độ xương sẽ phục hồi trở lại, và đến một mức độ nào đó thì loãng xương có thể chữa được. Còn nếu chỉ dùng canxi thôi thì nó sẽ duy trì cái mật độ canxi trong cơ thể và nó sẽ hạn chế cái loãng xương nặng hơn trong tương lai, hoặc là nó làm chậm cái quá trình loãng xương khi lão hóa của con người, chứ chưa có làm cho người ta hết cái loãng xương. À, tới đây kịp không? Tới Dạ đây kịp không chú? Tới đây kịp không? Kịp không? Tới đây kịp chưa chú? dạ kịp rồi, kịp rồi. Dạ 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 rồi. Thường thì trong đây phosphor nó sẽ không thiếu, phosphor nó sẽ không thiếu, nên thông thường với cái vấn đề phát triển về chiều cao, người ta chỉ tập trung là canxi magie thôi. Các quốc gia ôn đới hàn đới thì người ta tập trung đó là canxi D. Bởi vì để hấp thu được cái canxi vào trong cơ thể của con người á, thì đầu tiên thường người ta sẽ nhớ đó chính là vitamin D nè, như hôm qua mình đã nói. Đó. Rồi có canxi à, mà thiếu hụt đi magie thì cái quá trình đưa vào nếu cái hàm lượng không phù hợp thì có thể dẫn tới sạn thận, nhưng có magie thì điều tiết cái vai trò đó và nó còn làm cho cái việc hấp thu canxi tốt hơn, nên thường sẽ tích hợp là canxi magie với cái xứ nhiệt đới. Rồi để hấp thu tốt hơn canxi thì cần có thêm vitamin C, rồi cao cấp hơn nữa thì có cần có thêm cái vitamin K2. Rồi và đó là câu trả lời dành cho câu hỏi của chú, tại sao sau Thế chiến thứ hai thì Nhật Bản lại là quốc gia cao nhất ở khu vực châu Á của mình. Sau Thế chiến thứ hai thì trong cái chế độ dinh dưỡng của quốc dân á, thì Nhật Bản bắt đầu đầu tư vô cái phát triển của dân chúng, trong đó có chiều cao. Thì cái món quốc dân á, thì hàng ngày nhà nào cũng ăn cái món đó, đó chính là cái món natto. Trong natto thì nó có vitamin K2, có vitamin K2. Và một cái chiến dịch trong Nhật Bản sau Thế chiến nó gọi là gì, một bịch sữa cứu một quốc gia, tức là họ bổ sung thêm sữa, và trong cái nguồn sữa đó có bổ sung thêm canxi, ăn thêm cái natto trong bữa ăn nữa thì nó tạo điều kiện cho canxi hấp thu tốt hơn vào trong cơ thể. À, và cái chế độ vận động này kia đó, thì từ đó làm cho cái việc mà phát triển chiều cao của quốc gia là Nhật Bản thì phát triển tính tới hiện tại người ta thống kê á, là bình quân cao khoảng chừng 10 cho tới 16 cm, đó là bình quân đó. Còn Việt Nam của mình sau Thế chiến thứ hai thì thống kê là chỉ có 6 đến 8 cm là tối đa bình quân đó nha. Và hiển nhiên nó cũng sẽ có một số người vượt trội, và cái tỷ lệ về di truyền nó chỉ có 23% về chiều cao thôi. Di truyền là khoảng 23% về chiều cao á, di truyền chiều cao á. Rồi còn lại là chế độ vận động, ăn uống, ngủ nghỉ, dinh dưỡng. À, cho nên để trẻ nhỏ mà bắt đầu cao được thì quay lại chỗ này, chúng ta bắt đầu sẽ đủ đầy hơn. Đó. Đó là giấc ngủ cho cháu, rồi vận động và nguyên liệu cho xương. Thì nguyên liệu cho xương trong thời điểm này đó chính là canxi magie kèm thêm vitamin D. Không có vitamin D thì phơi nắng cho cháu. Rồi kèm thêm vitamin C, vitamin K2, tối thiểu cũng là vitamin C, canxi, magie.
Rồi. Và tất nhiên trong cái quá trình phát triển chiều cao này, các đầu xương cũng cần phải có sự phát triển kèm theo. Thì cần thêm cho cháu là glucosamine. Glucosamine thêm. Rồi. Và cái quá trình phát triển chiều cao cũng đừng có chỉ tập trung phát triển chiều cao, mà nhớ phải phát triển toàn diện, trong đó ưu tiên chiều cao và trí não. Trong cái độ tuổi mà trước dậy thì á, thì đó là cái yếu tố cần tập trung trọng điểm, không chỉ chiều cao. Nếu là trẻ hay trẻ em, tức là dưới 10, dưới 13 tuổi á, thì thường người ta tập trung, một là phát triển toàn diện nè, thứ hai là trí não, thứ ba là chiều cao. Nên đừng chỉ tập trung về chiều cao, phát triển toàn diện, trí não và chiều cao, đó là ba cái trọng điểm. Đó. Xin phép chào thầy Vũ ạ. À, con chào bác. Dạ. Dạ. Rồi, cho nên trong cái khía cạnh về chiều cao này là mình tập trung nè, đó chính là gì? Canxi, magie nè. Về góc nhìn của dinh dưỡng học nha. Mình đang trả lời theo dinh dưỡng học. Rồi. Vitamin D, vitamin C, vitamin K2 có nhiều, bổ sung nhiều. Rồi thêm phát triển toàn diện thêm cho cháu trong giai đoạn này. Đó. Thêm omega 3 để hỗ trợ phát triển trí não, mắt, tim, thêm protein cho tổng thể cơ thể và đa vi chất. Ngài có điều kiện cũng nên bổ sung cho cháu glucosamine. Nhớ hàm lượng phù hợp. Thì ai làm cái bảng hôm qua thì mình sẽ biết hàm lượng bao nhiêu. Đó. Đó là phát triển về chiều cao, trí não toàn diện chứ không phải chỉ tập trung về chiều cao. Rồi, với người lớn thì nên kiểm tra thêm cái cột sống. Với người lớn thì kiểm tra thêm cột sống. Thì hiển nhiên nếu nói về mặt y học hiện đại thì với người lớn thì mật độ xương sẽ không tăng trưởng nữa. À, mật độ xương sẽ không tăng trưởng nữa sau độ tuổi nào đó. Ví dụ thông thường các anh chị sẽ được nghe đó là sau 23 tuổi. Có tài liệu thì sau 25 tuổi. À, thì quân bình để chắc chắn thì thường ta nói là sau 30 tuổi thì thường người trưởng thành sẽ không có tăng trưởng mật độ xương nữa, nên đồng nghĩa với việc không có cao lên mà chỉ có lùn lại do quá trình lão hóa. Đó là theo y học hiện đại. Nhưng theo góc nhìn của y học dinh dưỡng thì cao hay không cao gì mình chưa quan tâm, nhưng hàng ngày mình hỗ trợ những cái nguyên liệu cần thiết cho xương, mình ăn những cái liên quan cho xương, bởi vì mình ăn không chỉ cho xương mà còn cho nhiều cái khác nữa. Một cái miệng này nè, nó nuôi cả khoảng 75.000 tỷ tế bào, trong đó có tế bào xương. Một người trưởng thành nó có khoảng 75.000 tỷ tế bào, nên cái miệng này nè đưa vô trong vận hành hệ thống lương thực á, hệ thống tiêu hóa theo y học, nó là nuôi đó, đội quân khoảng 75.000 tỷ. À, trong đó có một đội quân, một nhánh quân nó tên là xương. Nên những gì mình ăn vào nó quan trọng lắm. À, nên là mình sẽ là những gì mình ăn mà. Dạ. À, rồi. Thì các anh chị bắt đầu gì? Quan tâm thêm cái này thì mở rộng ra. À, hãng nào cũng được. Nhưng nói là cho bé. Thì hãng nào người ta cũng có hai cái thường người ta sẽ có hai dạng đối tượng là người trưởng thành và trẻ nhỏ, nên mình tin hãng nào thì mình xài hãng đó thôi. Nó rồi từ từ cái mình hiểu, cái mình tìm hiểu thêm là cái hãng nào nó có nguồn nguyên liệu mình an tâm, à, giá cả phù hợp, à, chất lượng tương đối, nguồn nguyên liệu an toàn, công nghệ cao, à, dễ hấp thu, à, thì lúc đó mình dùng. Ngài. Cho nên người lớn á, thì ngoài những cái yếu tố về giấc ngủ, vận động nguyên liệu thì mỗi tháng như vậy nhớ đi bảo dưỡng xương khớp khoảng 1 tới 2 lần. Bảo dưỡng là làm như thế nào thầy? Bảo dưỡng là có một bài hỗ trợ cho xương khớp, hoặc nếu không biết gì hết thì tập thay gân đổi cốt.
Dạ, nó có một cái kỹ thuật liên quan để bảo dưỡng xương khớp hàng tháng. Tức là tới các trung tâm hỗ trợ về xương khớp á, người ta massage trị liệu, rồi sau đó cái người ta kéo giãn căng giãn cái cột sống ra. Nên một lần mà căng giãn như vậy đó, người lớn có thể cao lên khoảng 2 đến 3 cm là chuyện bình thường sau 15 phút làm. Nhiều người thì người ta nói vi diệu quá, thực sự không có gì vi diệu hết. Bởi vì đơn giản cột sống của mình nó khoảng 34 đốt. Khoảng 34 đốt mà dưới cái áp lực, dưới cái trọng lực á, mình ngồi suốt, mình đứng suốt, thì từ từ mình tính mỗi một đốt á, nó chỉ cần lún xuống khoảng 1 mm thôi, thì cái cột sống mình đã có thể xẹp xuống 2 đến 3 cm rồi, nhưng không có bệnh hoạn gì hết trơn. Thì thời điểm này người ta tác động xong, ta kéo giãn nó cao lại, chẳng qua là sắp lại theo cái độ cong sinh lý của xương bình thường. Trên đó thực sự mới là chiều cao vốn có của mình, chứ không phải là người ta kéo mình cao ra, mà là chiều cao vốn có của mình là như vậy, nhưng do trọng lực rồi do thói quen này kia cái nó bị dính lại, nhưng nó chưa có phát sinh ra bệnh lý, bởi vì nó vẫn nằm trong cái ngưỡng cho phép. Nên mỗi tháng nên đi kéo ra một lần. Giống như là nhớt á, thì tới tháng thì mình thay, nhông sên dĩa thì tới định kỳ thì mình thay đó. Thì như vậy thì cái bộ máy của mình nó mới vận hành trơn tru và nó an toàn được, nó lâu dài được, an tâm được. Dạ. Thầy cho em hỏi ở trong trung tâm của mình có cái chỗ kéo giãn này không thầy ơi? Dạ, tất cả các trung tâm về vật lý trị liệu đều có, chẳng qua là người ta dùng máy hay dùng tay thôi, và định hướng của người ta là định hướng cho sức khỏe hay điều trị thôi. Thì nếu mà bình thường mình tới mình bảo dưỡng á, thì thường tới chỗ đó sẽ không có, chỉ tới đó người ta chỉ có massage ấn huyệt ra xoa bóp thôi. Chỉ có bộ môn tác động cột sống á, như bộ môn về bảo dưỡng xương khớp riêng biệt á, thì người ta mới hỗ trợ cái đó. Còn các trung tâm bình thường người ta không làm cái đó. Thì thôi mình đi học đi, mình học để mình làm nó ngon hơn. Bởi vì về nguyên tắc của bên y học này kia thì tới những chỗ không có bệnh, không có bệnh gì hết ta sẽ không làm. Dạ. Được hay chú? Dạ. Giải đáp được thắc mắc của câu hỏi của chú chưa? Dạ được rồi ạ. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà đã chịu đựng và lắng nghe. Nó có ba ý. Ý là tại sao sau Thế chiến thì Nhật Bản cao lên, thứ hai là làm sao tăng chiều cao cho trẻ, nhưng mình nói là tăng toàn diện luôn chứ không phải chiều cao, thứ thứ ba là tăng chiều cao cho người lớn. Được hết chú. Dạ được rồi ạ. Thì dạ cảm ơn chú. Tương tự với máu nha, với máu cũng vậy. Với máu cũng vậy, nên nhiều người tại sao uống sắt hoài mà có một số người ta không có khỏe đó. Không có phục hồi được. Tại vì để hỗ trợ được máu cũng tương tự đủ nguyên liệu rồi, nhưng ai là người tổng hợp để tạo ra máu? Dùng máu nè. Thì cái nguyên liệu, nếu nhắc về nguyên liệu thì ai cũng biết nguyên liệu tạo máu là gì? Là sắt nè, là ưu tiên hàng đầu nè. Rồi vitamin nhóm B nè, thường nó là B6, B9 và B12 nè. Rồi và chất đạm nè, là protein á. Rồi đó là nguyên liệu. Nhưng mà cái thời gian mà để tạo máu tốt là 23 giờ là tốt nhất. Cho nên thường những người thiếu máu thì người ta khuyến nghị là nên ngủ sớm nè. Thứ ba là vui vẻ nè. Và thứ tư đó là làm ấm tủy nè. Đó, nếu đạt được các yếu tố này thì nó sẽ hỗ trợ máu tốt hơn. Còn nếu chỉ bổ sung sắt thôi á, thì hên xui. Nếu như có người đó là chỉ thiếu máu thiếu sắt thôi thì uống sắt sẽ cải thiện. Thiếu sắt trong máu mà uống sắt cũng không thấy tăng được. Đổi nhãn hiệu. Vậy mà nhớ là lấy rồi. Đổi nhãn hiệu sắt. Thì cùng là cái tên nó, nhưng không phải cái sắt nào nó cũng giống nhau. Giống hôm qua mình đã nói rồi, nó cùng là con cá lóc, nhưng cá nuôi con cá đồng, cái chất lượng nó sẽ khác nhau.
cũng là sắt, nhưng cái nguồn nguyên liệu tạo ra sắt hữu cơ hay vô cơ là nó khác nhau. Cho nên uống một cái hãng nào đó về sắt không hấp thu thì đừng vội kết luận là mình không hấp thu sắt, mà có thể là cái hãng đó đó, cái sắt của cái hãng đó chưa tương thích với cơ thể của mình, đổi hãng. Giống thức ăn, như ăn cái món này không ngon thì đừng kết luận là người đó nấu dở hay quán đó tệ, mà chẳng qua là cái gì, cái chỗ đó nấu không hợp khẩu vị với mình. Rồi. Làm ấm tủy hả? Thì một là cái mình làm ấm cột sống nè, hoặc là thuật dân gian thì các anh chị có thể lấy mấy cái viên đá đông y nhỏ nhỏ đó làm ấm lên cái đắp lên cái vùng cột sống, hoặc là máy sấy tóc nè, sấy dọc cái đó. Hoặc có thể bổ sung thêm cái sắt nè, bê đạm nè, đó thì nó cũng bổ trợ cái đó, thêm omega vô cũng ấm tủy. Hoặc là gì, dầu ô liu với gừng, nước gừng á, hoặc là có thể dùng thêm cao băng long, nhung hưu. Vậy hen. Còn câu hỏi nào nữa không? Thầy ơi, cái thầy bảo là cái dầu ô liu ấy, dầu ô liu mới lại cái nước gừng ấy này. Thầy bảo làm ấm tủy thì cái đấy em có tốt cho thận không này? Thận hả? Nếu mình muốn tốt cho thận nữa thì mình thêm tí muối vô. Tức là cái dầu ô liu đấy với lại cái nước gừng, nhưng mà mình cho nước gừng cho nước thêm gừng là nước chính, chứ dầu ô liu không có. Tại dầu ô liu gừng cái đó thì để đẩy nó, uống cái đó đó thì nó sẽ hỗ trợ nó chạy về tủy. Tức là cái còn đấy cách thì lại dân không gian tốt. Là mình làm ấm đơn thuần là mình cứ lấy cái gì ấm ấm mình sấy cột sống thôi. Cái thận cơ mà thầy, cái thận thì cái dầu ô liu đi mới gừng nó có thận uống thì được không? làm cái khác, giờ muốn ấm thủy hay là muốn ấm thận? Tức là đang hôm trước thì có một cô này chia sẻ là cái ấm ấm thận, cho nên hôm nay có cái bối cảnh thì hỏi thầy luôn. Ấm thận thì lấy cái đá chườm thận thì hỏi uống dầu ô liu chi, mình đang nói ấm tủy mà. Bây giờ ấm cái gì? Ấm tủy thì phần vật vừa rồi thầy nói thì là ấm tủy thì cô muốn ấm cái gì? Em muốn thận đấy thầy. Thận ấm thì lấy cái đá chườm thận. Vâng. Rồi xong hết. Thầy ơi, cái phổi mà nó bị kẹt kẹt ấy thì nó như kiểu như bị nghe, khó khó thở do phổi ấy, thì làm thế nào thầy? Thì thông cái hô hấp lên. Không biết hô hấp. Tức là massage nè, massage mũi, rồi tập thở, sấy ấm phổi. Dạ. Tại vì có đứa em nó đang gọi là nó đang bị nghẹt nghẹt thế, có bối cảnh hỏi thầy luôn. Vâng, biết dạ thầy hiểu. Làm ấm phổi lên, rồi vuốt mũi rồi nè, mới này nè, vuốt họng rồi nè, đây nè, vuốt vùng mũi rồi nè, cho thông ra. Rồi muốn nhanh chút thì lấy cái tinh dầu xông nóng chút xíu, xông hơi á, cho thông cái vùng hô hấp trên cái. Còn nghẹt quá thì mua thuốc uống vô cho lẹ. Còn không thì bấm huyệt, số huyệt đạo liên quan á, nghinh hương rồi nè, khoảng chút nè, rồi vuốt cái mũi, vuốt cái vùng họng, bấm thêm ế phong ngoài này chút xíu, rồi từ từ hết à. Nếu đơn giản là chỉ đau nhẹ thôi, còn nếu viêm nhiễm thì phải có thuốc đưa vô. Biết ơn thầy. Dạ. Nên là kỹ nha, nghe kỹ, ta nói gì nghe kỹ đó, ta đang nói ấm tủy tiên hỏi vô cái thận. Thấy nó chớt không? Thì hiểu ý này không? Em hiểu, tại vì hôm trước là mọi người đi chia sẻ là uống cái đó cho nên mới hỏi thầy. Thì cái đó người ta đã trả lời là ấm cái tủy. Dạ vâng, tự biết nhiên ơn hỏi thầy. cái thận ấm làm sao? Uống cái đó ấm thận sao thầy? Nó đã nói ấm cái tủy mà hỏi uống cái đó ấm thận làm sao? Mình thấy mình hỏi nó hơi ngược không? Biết ơn thầy. Mà mình phải hỏi gì nè? Dùng cái đó thì ấm tủy, vậy em muốn ấm thận để uống cái gì thầy? Thì ta trả lời chứ. Tự nhiên ta nói cái đó bài đó là hỏi trợ ấm cái tủy, cái hỏi nó uống nó ấm thận sao? Sao mà ấm thận? Biết Người ta đã nói ấm cái tủy mà còn hỏi uống nó ấm thận sao? Thế làm khó người ta không? Đấy, cô giáo, đấy, cô giáo là chia sẻ ra sai rồi Không có đấy. sai. Tại người đó người ta cũng nói ấm tủy mà.
đúng không? Vì nó cũng nó ấm tủy đúng không? Hôm trước em chỉ nghe thấy nói ấm thận thôi nên em mới hỏi lại thầy. Vâng, biết ơn thầy. Dạ. Rồi. Nãy em thấy ai giơ tay ta? Chị Hòa đúng rồi. Rồi, em mời chị Hòa. Thấy hạ tay xuống rồi, còn hỏi không? Em thấy thầy, thầy biết ơn thầy. Em thấy thầy nói thế em lại ngại ngại. Thì là em cũng không hỏi gì, chỉ ngày hôm nay thì cũng sắp hết cái khóa học này, bởi vì là ngày mai hết, ngày mai thì đến ngày kia thì em lại cũng sang bên Hạ Long kia để học online cái lớp của thầy Toàn. Thế thì nên cái bối cảnh hôm nay thì cũng buổi hôm nay cũng gần hết cái khóa học này thì em cũng nên bắt đầu trước tiên là biết ơn thầy. Vì trước khi ấy thì em được cái tức là mình có cái gốc rất là từ hồi bé là chưa bao giờ có đi viện, chưa bao giờ phải đi bệnh viện hay cái gì. Cái hay quá, ngon sức quá. Khỏe nó có nhiều, thế nên tôi nói đến sức khỏe hoặc là nói đến cái học mà tay gân đổi cốt ấy thì em cũng không để ý, em chỉ để ý đến cái nội tâm thôi. Thì thực ra là cái nội tâm mình đang có vấn đề, cùng con người ta cứ thiếu cái gì là đi tìm cái đó. Về thể dục thể thao ấy, thì em thì cũng là ba mươi mấy năm nay là không có ngày nào không tập cơ. Thế thì mình tất cả các thể loại là mình cũng biết hết rồi, thì nghĩ là tay gân đổi cốt thì chắc cũng thế, thì cũng không để ý. Nhưng khi mà dấn thân vào rồi thì lại mê quá. Bởi vì sao? Tất cả những cái kia nó không phải là không tốt, nhưng mà để mà nói mà nó nhanh, mà nó có tác dụng, mà nó có hiệu quả nhất ý, thì em thấy là cái tay gân đổi cốt nó tác dụng nó là nhanh lắm. Và sau đấy mình cũng rất là và mình cũng lan tỏa cho rất nhiều người, con cháu, kể cả là các em các cháu sau khi tập, nếu ai đó có bị cái vấn nạn gì về cái sức khỏe, nhất là về cái tiền đình này, về xương cốt hay về những cái gì đấy, là nó chỉ một vài khóa là nó đã thay đổi rồi thể và riêng về cái này và một cái hiện thực nữa ấy, thì là hôm vừa rồi em cũng đi Trung Quốc trong một cái đoàn người 30-40 người ấy, thì sau khi mà cứ hỏi tuổi các thứ ra thì em cũng báo cáo với thầy là em cũng sinh năm 1963 cơ. Thì hỏi tuổi ra thì trong đoàn đấy thì mình cũng thuộc cái dạng là dư dư tuổi nhất lắm, nhưng mà cứ hỏi tại sao lại trông trẻ thế, tinh thần này khác nọ kia. Thế xong rồi ở đấy thì tôi trả lời chị tập cái đấy, thế là cũng lan tỏa được giúp cho nhiều người, mà quả thật là như thế. Bắt đầu ngay đấy là mọi người cũng nhún chân này khác nọ kia, là sau cái đi Trung Quốc mà đi lên những cái miền núi là mọi người không thấy đau mà cảm thấy thoải mái, mà mới tập thôi. Đấy, riêng một cái nhún chân như thế thì tập thực hiện luôn. Vâng, thì em thấy là đấy, thì sau khi dấn thân vào mới biết rằng là mình còn quá nhiều những, và cả những cái kiến thức của thầy dạy từ hôm đầu đến giờ. Thì trước từ giờ đấy em cũng hay đọc sách về sức khỏe, mặc dù mình không nằm trong ngành sức khỏe, nhưng mà mình quan tâm đến sức khỏe, mình để ý từ cách anh ăn uống hay là mọi cái là mình cũng học sách rồi đọc sách. Thì cho nên là phúc báo là sức khỏe nó cũng tốt, thì cứ nghĩ là thôi sức khỏe mình có rồi không để ý. Nhưng mà sau khi vào đến bây giờ, mặc dù đã 8 tháng biết đến cái tổ chức quýt, nhưng đến hôm nay em mới chính thức vào học của thầy. Nghe thì em cũng nghe rồi, thế nhưng mà chính thức học của thầy thì là hôm nay mới nghe. Và sau khi nghe thì là cũng lại cảm thấy rằng mình mới trình độ vỡ lòng rồi, nó một thôi, chưa biết gì về sức khỏe. Mình vẫn biết là đọc sách nhưng chưa ăn thua gì. Và sau đấy là thầy cũng nói đến cái việc là trao truyền cái sức khỏe này cho những người học mentor, thì em cũng chưa học mentor đâu, thì cũng đang đặt ý là mentor 5 đây, bây giờ đang rèn luyện sức khỏe, tới này sang bên kia học online thì cũng có thể là học bơi các thứ xem thế nào. Và vẫn cứ đấy, thì là cũng muốn là sau này mình sẽ có lan tỏa cho những cái sức khỏe này cho những người thân cận của mình, là một bạn bè mình rồi hàng xóm đây. Bởi vì cái tuổi của mình là mình khỏe, nhưng mà nhiều các bác còn đau yếu rồi này khác lắm, xong các bác lại cũng không có điều kiện nữa. Thì mình thật sự là rất muốn là lan tỏa cái sức cái tri thức mà sức khỏe của thầy đang truyền tải đây. Và thì rất là biết ơn thầy qua những cái khóa học này, mình biết rằng là có rất rất nhiều cái phải học thêm đấy, cho mình và cho mọi người đấy, thì biết ơn thầy lắm lắm. Và không biết là thầy hôm tới thì có ra Quảng Ninh không ạ? Dạ em có, nhưng mà hai tay em mới ra tới.
hai mấy à? 2 tháng 7 em mới tới, còn 21 tháng 7 là các bạn À, trong thầy thầy bây ra giờ khi hôm hỗ mà sau khi ấy hả đó, đến trợ. hôm đấy em được gặp thầy rồi Dạ đấy, thì đấy đấy bảo tốt quá. Và thì đấy thì là em nghĩ là cái buổi cái khóa học này thì chắc là em cũng cũng chưa ấy đâu, chưa chưa ăn thua gì đâu, em sẽ là vẫn phải là học tiếp thầy nhiều đấy, bởi vì đôi khi là đến cái cuối buổi là mình cứ hay bị buồn ngủ ấy. À, thế là từ hôm sau thì cũng nghe lại, nhưng mà thôi lại cũng nghe nội tâm ấy, là em phải nghe đến phải vài tháng ấy, là nghe nghe đến ngày nào cũng nghe, và nghe phải đến 5 6 tháng trời mà em nghe bao nhiêu khóa đấy, cho nên về sức khỏe này thì là em cũng phải nghe nhiều đấy, rất kiến thức nó cô đọng nhưng mà nó lại thiết thực vào cái cuộc sống hàng ngày đó, không phải lan man, mình cũng rất rất dễ để lan tỏa và giúp đỡ những cái người mình thân quen, về bạn bè bây giờ vào cái tầm lưới này là tiểu đường, huyết áp, tim mạch rồi thì xương khớp có nghĩa là nhiều lắm, và các cháu các cháu nữa, và đấy thì là rất là thiết thực thầy ạ. Và em sẽ lại cũng theo thầy như thế, em theo thầy ta, biết ơn thầy rất nhiều ạ, và biết ơn tất cả các ý ở trong du vậy đã chú ý lắng nghe, biết ơn thầy nhiều nhiều ạ. Dạ, cảm Dạ ơn chị. vâng dạ Trẻ lắm á chị. dạ và Dạ. và đấy Dạ. thì thực ra nó cũng là cái hiện thực cái thầy ạ. Tập tập như trước kia là mặc dù tập thể dục ở các trung tâm rồi cũng yoga rồi này khác họ kia, nhưng về không có dám ăn, nhưng mà sau khi mà đi thay gân đổi cốt này trời ơi sáng ra là ăn luôn, chứ trước kia mà sáng ra không dám ăn luôn đấy, và không có đói mà ăn, nhưng mà thay gân đổi cốt thì lại đói, nhưng vấn đề là rất hay chứ ăn nhưng mà nó lại không tăng cân thầy ạ. Nó giữ nguyên cân như thế nhưng mà bụng nó lại bé đi nó mới hay. Em vì diệu lại chỗ đó Dạ đó. vâng, thế xong lại hôm nọ lại còn học thêm được cái hệ trục nữa thì được. Trời ơi chỉ có một qua một buổi cái hệ trục tôi cũng thấy tác dụng vô cùng luôn đấy, cái dáng mình nó khác hẳn luôn đi đấy, về cái hệ trục thầy ạ. À, biết ơn thầy và biết ơn các thầy cô trong tổ chức quyết tạp, những người trẻ ơi là trẻ nhưng mà kiến thức thì rộng lớn và rất là thiết thực, nhất là cái sức khỏe này ạ. Cảm ơn Biết chị. ơn thầy ạ. Dạ. Dạ. Hiện thực của chị nếu gặp thầy Toàn thầy sẽ hỏi là ăn cái gì mà trẻ gì chỉ Dạ vâng, cho cho nên nó hôm nọ cũng hỏi thầy là sao ra thầy đẹp quá và cũng học ấy. Khi mà mình thấy ai có cái gì nó gì thì mình cũng phải hỏi, mình cũng học hay học hỏi từ 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 ngày tới trẻ rồi, và sao chị sinh thế rồi trẻ thế rồi ra đẹp thế, hoặc các thứ là mình cũng sao giàu thế. Là thế là bây giờ phước đức là cũng tốt và cái sức khỏe tốt, cái kinh tế cũng ổn ạ. Và chỉ có cái nội tâm thì may quá thì học lớp nội tâm này đâm ra là cũng giải quyết được rất 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 nhiều vấn nạn thầy ạ. Đâm ra cái nội tâm bây giờ sẽ là, và cũng báo cáo với thầy với mọi người là đợt này đi đấy nhà em là 10 người đi học, còn cái lớp mà khóa 22 là 12 13 con người vào học khóa 22, có nghĩa nhà cái gia đình bây giờ là mấy chục người học đấy. Ngon Hôm ngon tới ngon này là quá. sang vào sang Hạ Long ấy thì là 10 người học. Và Dạ. toàn những anh chị em ruột thôi, còn bữa trước là đưa các cháu vào học trước, bởi vì sau khi biết đi cái nội dung học của thầy Toàn thì nghĩ là cái lớp trẻ cần quá, thế là giờ là 10 12 cháu và vào học luôn, cái khóa 22 và hai cháu đã vào mentor, hai cháu là học mentor 4 là, thì nữa Ngon là đấy. dạ vâng đấy, biết ơn thầy và biết ơn tổ chức, biết ơn lời phước báo thì cho con cho cháu vào học cũng thấy vui lắm thầy ạ. À, các cháu suốt ngày cảm ơn và dạ vâng biết ơn thầy. Dạ, biết ơn chị. Biết ơn hiện thực của chị. Dạ. Dạ. Em mời anh Vinh Võ ạ. Dạ em chào thầy ạ. Dạ, em chào anh. Dạ em biết ơn thầy và cả nhà lắm cho em chia sẻ. Em có một vấn đề mà muốn trao đổi, muốn hỏi hỏi thầy để thầy tư vấn thêm, là cái thời gian trước là khoảng gần chục năm về trước rồi, em có một cái sự cố ảnh hưởng khá nặng, nên là bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng, nên là về cái phần cái thể chất á, thì cũng khá là ổn rồi, nhưng mà về cái lúc xưa là em bị cái đầu á, nên là
Và vừa rồi cũng bị Covid, bị mấy lần luôn, bị dính mấy lần, nên là cái trí nhớ của em bây giờ nó giảm nhiều lắm thầy. Thì thầy có cái phương án nào để hỗ trợ tốt không? Để cải thiện tốt không ạ? Nó đang tốt lên rồi, nó đâu có gì đâu mà cần cải thiện. Dạ do là em hay quên đó thầy. Đâu đâu gì nè, đơn giản lắm, mình chỉ cần nhớ gì cần nhớ là được. Ồ, có những cái cần nhớ em không nhớ luôn Ồ, tập đó đó, nên gì rồi. nè, giống như trong khóa trước á, có một chị, cái Dạ. chị cũng bị giống như anh Vinh Võ vậy đó, thậm chí còn nặng Dạ. hơn nữa. Cái chị nói là chị mất trí nhớ, cái chị hỏi sao mất trí nhớ, cái chị kể gần tiếng đồng hồ, cái trong lớp ai cũng cười, bà la bà mất trí nhớ mà bà kể không sót gì hết Yeah. trơn. Không biết ai khóa trước biết có ai học không à, rồi bị bệnh gì nhớ hết, nhưng mà đi cái điều tốt đẹp thì lại không chịu nhớ. Đó là đó, rồi cái câu cuối cùng trước khi mà chốt lại, cũng hỏi chỉ một câu gì nè, cho mượn tiền còn nhớ không, lần này nhớ là gì là ngon rồi, gì đâu có mất trí nhớ. Đó, gì gì nè. À, một cái hình ảnh gì nè ha, Vinh giúp đỡ em gì nè, cái mình làm rõ chỗ này nè, để cả nhà mình thay đổi cái nhận thức ngay chỗ này luôn. Đây là cái hành trình cuộc sống của mình nè, này cái chỗ này là hiện tại nè. Hiện tại nè, thì hiện tại như bây giờ về mặt sức khỏe của mình á, là có phải cái quả nó trổ chưa, Dạ rồi. cái quả bây giờ nó đã trổ chưa, Dạ rồi. cái quả này có phải là do cái nhân của quá khứ không, Dạ. cái nhân của quá khứ mà tạo ra cái quả này đúng chưa, Dạ. đúng vậy không? Dạ. À, vậy thì anh có biết anh gieo nhân gì mà ra quả này không? Không Dạ biết đúng không. không? Yeah. Tại nó, nếu mà cái nhân á, ở trong cái đời này á, thì có thể mình tìm ra được. Nhưng mà nếu cái nhân có hàng hà sa số đời thì tìm sao đây? Dạ đúng rồi. À thì hết biết đường đúng không? Dạ Vậy đúng thôi rồi. làm gì cho nhẹ nè. Cái quả hiện tại là do nhân của quá khứ đúng không? Dạ. Vậy cái quả tương lai, có phải là do nhân của hiện tại không? Dạ đúng rồi. À vậy thì thôi, anh tìm dễ Vậy nhân, anh bây có quả hiện tại chỉ nhức đầu quá. Vậy đơn giản nè, anh muốn cái quả tương lai nó làm sao? Anh nó muốn cái sức tốt khỏe của hơn. mình tương lai nó làm sao? Tốt hơn là mình phải luyện tập những cái tốt hơn. Vậy thì chỉ có cái gieo nhân phù hợp thôi. Dạ. Nhân phù hợp hiện tại là muốn khỏe đúng không? Thì gieo nhân Dạ. khỏe. Thì cái quả khỏe trong tương lai nó sẽ trổ thôi. Vậy khỏe là gì? Là hàng ngày anh tập trung giùm em nè. Tinh thần. Thì sao nữa? Thể chất. Xã hội. Và nó là một hành trình chứ không phải là một lần. Còn những gì quá khứ á, nó quên thì cho quên luôn cũng được nữa. Cái tương lai mình muốn mình nhớ cái gì thì mình chỉ cần nhớ điều tốt đẹp thôi. Cái quá khứ quên rồi thì ta hỏi không nhớ nữa, không nhớ hết, chứ không có khởi xướng buồn phiền đau khổ hay vui gì chứ. Quên là quên, quan trọng trong tương lai từ đây về sau mình làm gì nè cho nó nhẹ mình, Dạ cho không nó phải khỏe là cái mình. quá dạ không phải là cái quá khứ nó quên, mà là nhớ rõ một một cái quá khứ luôn. Đó tốt Dạ không, quá khứ nhưng đó mà tốt đẹp không? dạ cái trước khi cái sự cố nó xảy ra thì rất là tốt tốt đẹp ạ. Dạ. Vì tập trung tới tương lai thôi, tập trung Dạ. cái hiện tại, làm muốn cái tương lai rõ, nhưng mà cái tập trung hàng ngày á, thực tại
là làm cái hiện tại đó, là tinh thần thể chất và xã hội hàng ngày làm cái đó, thì hiểu ý này không? Là em hiểu nhưng mà ấy là em không biết phải làm như thế nào thôi. À rồi, vậy thì bắt đầu không biết phải làm sao đúng không? Rồi về phần trí nhớ, muốn nhớ thì có một cái môn em cần phải học để nếu em muốn nhớ những gì đó cần thiết trong cuộc đời của mình, thì nó gọi là cái môn tư duy học thuật. À thì trong cái môn này nè thì em sẽ biết em cần nhớ cái gì, thì tương lai cô Minh có mở cái lớp này á, em học cái lớp này nọ, thì em chỉ học cái tư duy để em nhớ những gì cần nhớ thôi. Ngày Vậy là còn góc nhìn, còn góc nhìn của vậy dinh là dưỡng học á thì hỗ trợ dưỡng chất nào nuôi não, cho thần kinh, cho não bộ, thì cái gì cho em thần kinh cho não bộ thì mỗi ngày dùng nó vô. có cần phải sử dụng thêm những cái vitamin hay là cái thuốc mà ở thuốc tây này? Hỗ trợ thêm dinh dưỡng học, tại thời điểm này em đâu có bệnh gì đâu mà người ta dùng thuốc cho em đúng không, có bệnh hoạn gì không, bệnh gì? Có vẫn uống duy trì cái thuốc đó rồi, cái thuốc mà sau khi bị tai nạn. Thuốc hỗ trợ thần kinh đúng không? Dạ đúng rồi. À thì thuốc hỗ trợ thôi chứ bệnh người ta phẫu thuật xong rồi đúng không, Dạ không có phẫu thuật nhưng mà uống thì để nó uống thôi duy đúng không? trì cái À uống thì để uống duy nó trì đi. cái cảm xúc đó thôi. À vậy phải thấu hiểu thêm cái nội tâm, góc tinh thần nó làm rõ lên nè, nghe đi nghe lại để hiểu thêm cái đó. Về góc nhìn của thể chất á thì em hỗ trợ thêm một số cái kỹ thuật dân gian nè, đó là học cái kỹ thuật đưa máu lên vùng đầu hàng ngày nè, cái này đơn giản lắm, mỗi ngày khoảng 5 phút thôi. Còn nếu mà em siêng thì em làm bài đủ đầy của nó là 15 phút, là hỗ trợ cái kỹ thuật đưa máu lên vùng đầu để kích hoạt cái phần máu nuôi lại. Cái thứ hai là thỉnh thoảng cái cũng nên kiểm tra cái đốt sống cổ lại cho cái đường lên đầu nó thuận lợi á. Và cái thứ ba là em hỗ trợ thêm cái dưỡng chất cho não bộ, thuốc thì bác sĩ cho cứ dùng hay duy trì cái đó, rồi thời gian theo dõi đó đó 1 năm 2 năm gì đó. À, thì lúc đó mình xem lại, mình coi cái thể chất của mình, chỉ có mình hiểu mình thôi, cái mình thử mình giảm thuốc coi nó sao. Em cũng đang trong thời gian giảm thuốc, kiểu như là lúc trước là uống một ngày 2 lần sáng tối, nhưng mà sau này thì em uống quá nhiều mấy ăn trời rồi, nên là em đang giảm từ từ từ, là kiểu như uống một ngày cách một ngày rồi uống, chứ không có liên tục như lúc trước đó thầy. Mà thấy khỏe không? Thấy nó cũng ổn định hơn. Ừ, ổn định thì cũng phải có giải pháp hỗ trợ cho phục hồi. Còn nếu buông thuốc, giảm thuốc mà không có giải pháp hỗ trợ thì nó cũng hơi mệt à. Nên em học thêm cái này nè, hay học thêm cái này, học thêm cái này, rồi em hỗ trợ thêm canxi nè, vitamin nhóm B nè, omega 3 nè và đạm hoàn chỉnh. Ngoài ra cũng đừng có để cho cái bị bón nha. Dạ không ạ. Ừ, phải hỗ trợ cho tiêu hóa nhuận tràng tốt á, hỗ trợ tiêu hóa thêm. Ở một cái góc độ nào đó thì cái ruột non nó giống như một, người ta còn so sánh nó giống như bộ não thứ hai của con người á. Ừ. Nhớ là hỗ trợ thêm cái này, còn góc tương tác xã hội thì ăn học về lớp nội tâm em tự thấu hiểu rồi. Nên nhận thức nội tâm về con người lên, gỡ gốc tinh thần thấu hiểu nội tâm, rồi muốn ghi nhớ cái gì đó thì thêm cái học phần là tư duy học thuật. Khi cô Minh mở lớp đó ra thì đăng ký học để biết mình cần nhớ cái gì trong cuộc đời. Đôi lúc cũng không nên nhớ nhiều quá. À, anh có quen một ông anh, ổng cũng là một trong những kỷ lục gia về trí nhớ, siêu đọc sách trí nhớ, một cái quyển sách 300 trang ảnh đọc khoảng 10 phút là xong cái cuốn sách đó đó, và anh có thể nhớ hơn 80% nội dung trong đó. Và anh to nói cái gì ra anh cũng có thể phản biện được, bởi vì trong đầu của anh sách gì anh cũng có thể tự lót ra được, đọc một lần là ông lưu trữ được cái đó. Vợ anh là phó giám đốc ngân hàng,
Rồi có đứa kinh giáo con siêu phàm. như vậy theo kiểu của người người nước ngoài Dạ. Dạ. à, rồi mỗi lần nói chuyện xong là cãi lộn với vợ, vợ nói gì ra ông cũng nói được chứ, ông cự vợ ông, Dạ. vợ ông nói Dạ. đúng có một câu à, ông nói không mà ông làm gì cũng không được chứ, ông nín thinh luôn tới, tại ông lý luận thôi, ông làm gì chứ, lấy sách ra ông cự người ta không à, cái vợ ông nói gì xong cái ông không có cãi được, tại ông có hiện thực. Rồi xong cái một ngày đẹp trời cái hôm qua gặp thầy Toàn, gặp thầy Toàn trước gặp Vũ sau, gặp thầy Toàn cái anh nói với thầy Toàn này nè, à, thầy Toàn ơi có cách gì thì em quên hết được đó, có cách gì thì em quên hết được không? Chứ giờ em nhớ nhiều quá em đau đầu không à, người thì muốn nhớ người thì muốn quên à, vậy thì chỉ tập trung đơn giản, mình chỉ cần biết là gì mình cần nhớ, những gì cần nhớ là được. Vậy có những việc mà em cần nhớ mà em tìm một cái cách để em hỗ trợ cái việc đó thì nó có làm ảnh hưởng gì không này? Kiểu như Không là nó sẽ làm cho mình bị lười nhớ không này? Kiểu không, vậy. bởi vì hiển nhiên con người đã nhớ mà đơn giản là khi nào cần thì chi xuất ra, cái bộ não của mình giống như một cái kho dữ liệu vậy đó, giống như trong nhà của em có một cái có một cái kệ sách để đựng đồ, nó có khoảng 20 cái hộp sách, thì học sách thứ nhất đó là sách về khoa học, sách học học thứ hai là sách về văn, à, thứ hai thứ ba là gì là gì là gì, thì em chỉ cần gì lúc nào em cần sách gì em tới đúng chỗ đó em lấy, còn bình thường em không cần nhớ, thì não của mình nó cũng tương tự vậy đó, nhớ chỉ quá nhiều giống lớp thấu hiểu nội tâm, học xong thấy hay dữ lắm nhưng quên hết không nhớ gì hết, nhưng Không ta hỏi nhớ. trả lời được à, thì có nhớ không, Có nhớ chứ, kiểu như nhưng bình là thường thì không ở cần phải nhớ, giống như lớp sức khỏe vậy đó, lớp sức khỏe vậy đó không có nhớ gì chứ, Vũ không có nhớ gì chứ, nhưng mà lên lớp cái đúng bối cảnh ta hỏi cái đúng lộ trình cái nó ra, hiểu hiểu biết là, còn bình thường nhớ chỉ nhức đầu nặng đeo mang chi cho nặng trong đầu thì em cũng kiểu như để cho nó qua một cách tự nhiên đó thầy. à, qua nhưng Kiểu mà như cần là là lấy được, biết ở đâu lấy. nhưng mà cái này em có cái thì em nhớ nhưng mà có cái em không À thì cái đó là cần phải nhớ. học, nó phải có tư duy. Dạ. À cái đó là học thêm tư duy. Nó không phải Dạ. bệnh lý mà là thiếu tư duy thôi. Nghe đừng nghĩ mình bệnh mà là mình chưa đủ tư duy để mình gợi cái nhớ trí nhớ ra. Dạ. Hiểu ý không? Dạ hiểu rồi. À, não Kiểu như bộ nó là vi diệu lắm. mình tìm một cái con đường tới cái chỗ cái học sách đó Đúng rồi. chính xác. Dạ. À, tìm cái mật mã để lưu trữ cái đó, rồi cái con đường tới cái học sách đó để lấy ra đọc lại cho người ta Dạ. nghe chứ mình cũng không nhớ Dạ. hiểu ý Dạ em không, biết. Dạ giống hiểu như về rồi. sức khỏe thì trong đầu Dạ. của Vũ là có bốn ngăn nè, thành tướng ấy, Dạ. thành tướng ha, trong Dạ đầu của rồi Vũ là thầy, có dạ bốn hiểu. ngăn về sức khỏe nè, cái gặp bất Dạ. kỳ người nào người ta nói cái tự nhiên cái não bộ tự phân Đi biệt xuất ra cái ông này là tây y nè, cái đó vô ngăn tây y, ra. ông này đông y này vô ngăn đông y, ông đó dinh dưỡng rồi vô Dạ. ngăn dinh dưỡng dân gian đúng không, Dạ. vô vô ngăn dân gian, cái khi nói chuyện giao lưu với người ta à, cái người này bị nghi hệ quy chiếu dân gian nè, cái lục cái ổ của dân gian nói chuyện Dạ, đi à, cái xuất người nguyên kia là dân bị gian của tây y nè, lục ổ tây y nói chuyện chứ mình có nhớ gì đâu, hiểu hiểu ý này không dạ hiểu rồi. à, cách nó như vậy đó thì học cái lớp tư duy thêm của cô mình ha, Dạ, biết à thầy thì lớp đó mà. ừ, chờ đợi cái thông tin của ban tổ chức khi nào có lớp đó đó thì anh Vinh Dạ. bỏ sắp xếp đi học để có thể mình biết Dạ. mình cần làm gì, cái lớp đó giúp Dạ. ích nhiều lắm đó, ví dụ như ai có Dạ. con nhỏ đi biết được cái tư duy học thuật á thì sẽ rút ngắn Dạ. cái quá trình học tập của con rất là nhiều, ví dụ như là học học tiểu học đi, 5 năm tiểu học thì nếu biết tư duy học thuật á thì có thể chỉ cần 1 năm thôi thì đã có thể nắm hết nội dung của 5 năm, nhưng hiển nhiên là vẫn phải đợi 5 năm mới ra trường, tức là gì mình chỉ cần 1 năm có thể nắm được tư duy học thuật đó, nắm hết những nội dung của 5 năm đó, nhưng mà vẫn phải đến trường 5 năm thì mới tốt nghiệp tiểu học, tương tự với 4 năm của trung học cơ sở thì chỉ cần 1 năm thôi là nắm hết cái thông tin của trung học cơ sở, nhưng mà vẫn phải đến trường 4 năm thì mới tốt nghiệp trung học cơ sở, thì mình thấy mình dư nhiều thời gian chưa, à vậy là thời gian trong cuộc đời của mình có thể sắp xếp được nhiều việc ý nghĩa là cái thứ nhất, cái thứ hai
cái tư duy học thuật đó có thể giúp cho mình mở rộng thêm những cái yếu tố khác trong cuộc sống nữa, mình có thể vận dụng trong đọc sách nè. Một quyển sách mình đọc ra mình biết mình cần giữ cái gì, mình cần bỏ qua cái gì và mình biết vận dụng vào đâu. Nên cái đọc sách quý ở chỗ là biết cái chỗ nào hay để đọc, chứ không phải học hết cuốn sách đó. Đôi khi trong một quyển sách chỉ cần câu nói thôi, mấy khác cũng không cần ứng dụng nó cũng được nữa, nhưng thay đổi vận mệnh cuộc đời là cuốn nó có ý nghĩa. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Kịp Biết không hay anh? lắm đó mà. Dạ. Nên là mình không có vấn đề về não bộ nha, Dạ. mà mình chỉ có vấn đề Em. là gì? Là mình chưa đủ cái tư duy. Dạ. Là mình chỉ Tư cần duy trau dồi thêm tư duy là xong cái vấn nạn của mình. Dạ. Vậy thì mình chỉ cần nhớ cái đó thôi. Đừng Dạ. nhớ tai nạn, ảnh hưởng não gì hết trơn á. Mà nhớ là gì? Dạ. Là tôi cần mở rộng cái tư duy để tôi có thể biết tôi cần nhớ cái gì trong cuộc đời. Nhớ đúng cái đó là được. Dạ. Rồi. Thì sau đó trong quá trình này nè, học mấy cái em ghi bên góc phải đó. Học cái kỹ thuật Dạ. đưa máu lên vùng đầu cho mình hàng ngày, tự cứu mạng mình. Dạ. Rồi lâu lâu đi chỉnh cái đốt sống cổ lại. Rồi Dạ. bổ trợ các dưỡng chất cho não bộ, cho thần kinh. Dạ rồi. Rồi thì quá trình bổ trợ đó đó. Rồi muốn giảm thuốc thì cũng phải lắng nghe cơ thể, chứ không có tùy Dạ. tiện giảm thuốc. Dạ. Tại vì thuốc mấy cái kiểu đó là dạng đặc trị, Dạ. cho nên là phải có lộ trình. Muốn bỏ phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Dạ. Nhưng nếu mình tự ý bỏ là mình phải hiểu thêm cái giải pháp bổ trợ. Dạ. Còn tự ý bỏ mà thiếu giải pháp bổ trợ thì vô tình mình hại mình mà mình không biết á. Dạ. Dạ. À, vậy Ừ. hen. Dạ biết anh thầy lắm lắm, À, vậy biết anh trọng thầy điểm là dạy nè, nha. có vấn đề về não bộ không? Dạ không. À, mà vấn đề là gì? Dạ. Là chưa tìm, chưa học được đúng cái tư duy để À, chi xuất ra cái bộ nhớ. đúng rồi. Đó là chưa có Dạ. tư duy phù hợp để chi xuất ra gì cần nhớ. Dạ. Vì cái mình cần học, cái mình cần tìm, đó là thêm cái tư duy học thuật. Dạ. Ngày hết. Đơn giản Dạ. chưa? Dạ rồi. Dạ. Cái thằng Dạ. lắm ạ. Dạ. Em còn hỏi một xíu, do là có một số kiểu như là có những cái việc nó đơn giản nhưng mà nó tạo cho mình cái ấn tượng đó thầy, thì mình nhớ được ok, nhưng mà có những việc người nhà nhắc rồi bạn bè nhắc hay là người thân nhắc là không nhớ. À. Dạ. À, nó cũng thuộc về tư duy thôi, với nhận thức Dạ. Dạ. là cái yếu tố đó, là nhận thức. Dạ. Để có những cái như là tánh người á, mình Dạ. điều chỉnh cái tánh tánh thêm chút xíu, mà cái chiều sâu đó là nâng nhận thức nội tâm. Rồi có Dạ. nhiều người nhắc hoài người ta cũng không đổi, thì bản chất do cái tánh của người ta. Dạ. Rồi, nhưng mà bắt đầu mình nâng nhận thức lên thì tự nhiên cái tánh nó đổi theo. Còn tập trung cái tánh để đổi thì đổi không được. Dạ. Mày đâu biết tánh gì đâu đổi. Hiểu này không? Dạ. Dạ, nên cái vấn đề của anh Vinh Võ hiện tại nó chỉ có một cái đơn giản thôi, đó là học thêm tư duy. Hả? Dạ. Rồi, thuật dân gian học thêm bơm máu lên đầu. Thỉnh thoảng đi Dạ. kiểm tra đốt sống cổ, dưỡng cái đốt sống Dạ. cổ lại cho khí huyết lưu thông lên đầu tốt. Bổ trợ Dạ. dưỡng chất cho thần kinh và não bộ. Rồi, hết. Dạ. Nó có nhiều Dạ. đó. Easy luôn này. À, đơn giản gì đó. Dạ. Còn thuốc bác sĩ cho cái dùng đều đặn, bổ trợ xong lắng nghe cơ thể, giảm liều dần nếu mình cảm thấy mình Dạ. vẫn khỏe. Và Dạ. tốt hơn hết là vẫn nên hỏi ý kiến của chuyên môn. Dạ, được khen. Dạ. Biết Dạ. thầy là Dạ, cảm ơn anh. lắm á. Dạ. Em xin tắt mic ạ. Dạ. Dạ, em mời chị Thu Hà. Em chào thầy, em chào cả nhà. Dạ. Hôm nay em cũng có một câu hỏi muốn hỏi thầy ạ. Là Dạ. bố em á, có bị gọi là đi 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 khám bệnh viện thì có gọi là viêm viêm gân ở gót, cặp gót phía sau chân ấy ạ, và Dạ. sưng to.
thì mấy năm rồi thì ông có khám cả bên bệnh viện Việt Đức và được biết là bị viêm gót chân, viêm viêm gân đấy ạ, gân ở gót chân, gần gót cũng đã đi khám cả đông y, cũng có bấm huyệt nhưng mà không đỡ, thậm chí nhiều lúc là bấm vào nó còn đau hơn đấy ạ. Cũng theo đông cũng theo biện pháp dân gian là có thầy mà dán cái lá cao á, thì lúc đầu cũng thấy đỡ đỡ nhưng mà sau đấy thì nó cũng không hiệu quả, nó vẫn tái đi tái lại và ông phải dùng kháng sinh, thì bây giờ cuối cùng là vẫn quay lại với Tây y, là quay lại bệnh viện Việt Đức khám cũng mấy lần rồi, thì mà cái dùng kháng sinh chắc liều cũng cao mà cũng không đỡ và nó cũng kéo dài hơn 1 năm nay á, thì em cũng muốn hỏi thầy là có phải là bệnh viêm gót chân ấy rất là khó chữa và nó sẽ phải kéo dài suốt không? Ông lúc nào cũng đi tập tễnh trông khổ thân lắm ạ. Rồi xuống hàng đánh dấu sao ghi vô. Bệnh đơn giản không biết cũng thành phức tạp, bệnh phức tạp biết thì thành đơn giản. Rồi là câu thứ nhất. Câu thứ hai, ý thứ hai có một câu lúc nãy mà chị nói đó, tái đi tái lại nhiều lần. Vậy theo góc nhìn của dân gian, gì tái đi tái lại nhiều lần thì nó thuộc tâm bệnh, nghiệp bệnh hay thân bệnh? Tâm bệnh. Hình tướng á là nghiệp bệnh, tái đi tái lại mà. Cái gì mà tái đi tái lại, lặp đi lặp lại hoài mà không có thay đổi thì góc nhìn của dân gian ta gọi là nghiệp. Giống như làm hoài không thay đổi vận mạng cuộc đời, cái người ta nói gì nghiệp rồi con, có nghe câu đó không? Giày dép còn có số mà, có nghe câu đó chưa? Rồi vì là cái này không có đi điều trị bệnh, bởi nó tái đi tái lại hoài, nó thuộc nghiệp mà. Mà nghiệp nó liên quan trong công thức cội nguồn, đó chính là tổng suy nghĩ và hành vi của hàng ngàn sa số đời. Mà mình nói vậy thì nó không phù hợp với ông trong giai đoạn này, mà mình chỉ hỏi một cái quay là xoay quanh cái lối sống hàng ngày của ông trước một cái. Rồi hàng ngày ông có di chuyển đồ nhiều không? Trước thì chiều ông hay đi bộ nhưng mà bây giờ từ ngày đau thì sau rồi giảm là thành đạp xe, nhưng mà bây giờ thì đau ông cũng chẳng đi bộ được cũng chẳng đạp xe được. Đó. Dạ. Đó. Thì thay đổi cái lối sống lại toàn diện lại hết, ăn uống thay đổi lại. Ông có nặng quá không, trọng lượng của ông á? Trước thì ông cũng nặng lắm, ông 76 cân. Nhưng mà từ ngày em cũng học thêm về dinh dưỡng thì cũng hướng dẫn ông uống tăng nước, rồi là rồi ăn ngược, rồi điều chỉnh cách ăn uống, bổ sung nhiều dưỡng chất, thì bây giờ ông cũng mặc dù là ăn uống điều độ ấy, thì ông lại giảm xuống còn 71 cân ạ. Thì Ông cao bao nhiêu? ông cao khoảng 1m67 ạ. Dạ thì vậy là vẫn còn hơi nặng một tí. Dạ rồi là ý thứ hai. Ý thứ ba mình sẽ lấy từ trong những nội dung mình nói hôm rày nè. Bị viêm gân gót là tổn thương hay sai sót? Do sai sót chứ ông không bị thừa, tức là không bị tác nhân ở ngoài gây ra cái chỗ viêm đấy, chỗ gân đấy ạ. Chậm chút nè, hôm trước nói về tế bào có học không? Dạ có ạ. Rồi, chị bệnh tật xuất phát từ tế bào, đúng không? Là do mất cân bằng giữa sinh và chết, đúng không? Vậy thì đang viêm gân á, là do sinh hay do chết mà mất cân bằng? Dạ chết ạ. À, viêm là chết, là tổn thương, do Dạ. tổn thương, đúng chưa? Dạ vâng. À, và tại tại sao tới giờ nó vẫn chưa phục hồi? Dạ. Là do tế bào sinh ra chưa đủ ạ. À thì tại đó, tại vì tới hiện tại bây giờ làm nhiều giải pháp nhưng nó vẫn chưa có lại sự cân bằng, là tế bào cái vùng gót nó vẫn viêm hoài, nó vẫn bị chết hoài mà không sinh mới để bù đắp. Kịp kịp ý này không?
Bắt đầu mình đi vô góc nhìn của bên Tây nè. Dạ. Vậy là hiện tại không phục hồi được là do tính tới hiện tại vẫn chưa cân bằng giữa sinh và chết. Cho nên là cái chỗ bị viêm gân gót vẫn chưa phục hồi. Vậy thì tại sao chưa cân bằng? Vì giải pháp làm sao? Chưa phù hợp. Rồi bắt đầu lấy đó lý luận luôn, tư Dạ. duy luôn. Vậy làm sao cho nó cân bằng? Để mà cân bằng ấy thì phải bổ sung thêm dinh Không, không, chật lắm rồi. dưỡng ạ. Điều chỉnh trước. Giảm chết trước. Dạ. À, chứ không phải là ăn uống cái gì hay bổ sung cái gì. Dạ. À, mình nói ăn uống cái gì, bổ sung cái gì, uống cái gì là mình chấp vô cái yếu tố của bên ngoài rồi đó. Dạ. Ưu tiên hàng đầu vẫn là phải giảm chết. Dạ. Vậy thì làm sao giảm chết? Giảm chết thì có loại bỏ cái yếu tố tác động và là đào thải, tăng đào thải. Chậm chút. Bước thứ nhất đó là mình coi cái nguyên nhân nào làm chết tế bào. Tức là trong cái trường hợp của ông là cái nguyên nhân nào, cái tác nhân nào mà làm cho cái vùng gót nó tổn thương, nó tác động lên tổn thương hoài vậy, thì phải hạn chế nó lại. Vậy là yếu tố nào mà làm cho tổn thương nhiều? Thứ nhất đó là vận động mạnh nhiều, di chuyển thường xuyên, leo cầu thang đồ nhiều, mà vận dụng cái vùng bàn chân nhiều mà không có kiểm soát. Vậy thì lúc này những cái yếu tố đó phải giảm lại ở mức độ phù hợp. Ví dụ đi bộ vẫn đi được, nhưng mà tốc độ, biên độ, cường độ phù hợp, đi chậm thôi, đi nhẹ nhàng thôi, đi cầu thang từ tốn. Và quá trình nếu như có đi bộ, có vận động, có leo cầu thang này kia, thì nhớ có thêm cái đai bó gót á, để nó bổ trợ thêm cái phần gót chân. Cái băng thun á, lấy cái băng thun bổ trợ nếu như có đi bộ, có này có kia, để hạn chế cái đó. Đau quá thì dùng nước đá chườm vô, đau quá thì dùng nước đá chườm vô. Rồi giai đoạn này cái chiều sâu là phải kiểm soát lại cái cân nặng của ông, hạn chế một số thực phẩm đường nè, bột nè, chua nè, bột đường nè ha, đồ chua nè, mỡ động vật nè, mặn nè. À, chua mặn đó. Rồi béo động vật, mỡ động vật á, yên cử đó, đồ lạnh nè đó. Rồi măng nè, mắm nè, rồi những cái cá nào mà nó có phong á, là từ dân gian người ta nói. Còn hiểu một cách đơn giản là coi cá nào nó có gai nhọn mà ăn vô nhức người á thì cá đó không dùng, như cá rô rồi nè. À, những cá đó, cá ngát rồi đó, những cái loại đó ăn vô mà nhức mình mẩy không có dùng. Rồi quá trình đó thì chườm ấm thêm lá gan cho ông, chườm ấm cái lá gan cho ông. Trong y học của đông y thì can nó chủ cân, tức là nó hỗ trợ mấy cọng gân đó đó, thì gan nó sẽ dưỡng cái gân, nên dưỡng thêm cái gan cho ông, chườm ấm cái lá gan. Ngoài ra hàng ngày bó thêm những cái thuốc đơn giản để phục hồi cái gân lại, thì nó có nhiều cái bài để bổ trợ. À, thì có thể dùng số bài đơn giản sau đây để có thể dùng thêm cho ông. À, thì đắp thuốc thì lâu dài để cái gân nó cần phục hồi lại, thì chút xíu dưỡng chất gì mình tính sau, nhưng trước mắt giảm chết trước, rồi giảm đau trước á. Giảm chết trong giai đoạn này đồng nghĩa với giảm đau. À, thì chườm nước đá là giảm đau cách cơ bản nhanh nhất mình thấy. Rồi sau đó mình bó thuốc thêm để cho gân nó gân cơ ở vùng đó nó được bổ trợ thêm. À, thì có thể dùng bài đơn giản nhẹ nhàng này nè. Một bài thứ nhất có thể ghi trường hợp của ông ha, bài dân gian thôi nha, không mình đắp khoảng chừng 5-6 ngày mà thấy không hiệu quả phải đổi bài. Rồi thứ nhất đó là lá lốt. Thứ hai gừng. Thứ ba ngải cứu. Lá lốt, gừng, ngải cứu. Rồi thứ tư một ít muối, muối hột.
thứ năm một ít giấm giấm nuôi. Rồi, lá lốt gần như ngải cứu, lấy lượng như nhau, cái mình sắc mỏng ra. Rồi, muối thì khoảng nửa muỗng cà phê, muối hột thì nó tốt hơn. Giấm ăn thì vừa ngập thôi chứ không có cần nhiều. Cái nấu sôi lên, cái nấu cho nó ráo lại hết. Đây, bó cái phần gót chân vào. Mỗi ngày bó 1 đến 2 lần, mỗi lần bó tầm khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Rồi, một số động tác bổ trợ cho khí huyết lưu thông xuống vùng chân. Nhịp cánh bướm, xoay khớp háng. Cũng nên đi kiểm tra lại đốt sống thắt lưng cho ông. Rồi, sau đó mới bổ trợ tăng sinh lên. Đó. Nhớ là lúc bó phải cẩn thận cái nhiệt độ nha. Nhiệt độ phải phù hợp nha. Nó không phỏng à. Kỹ cái đó đó. Kiểm Nấu tra lại cho đốt, ráo luôn ở bó nha. vâng, kiểm tra lại đốt sống lưng ạ. Đúng rồi, kiểm tra đốt sống lưng lại, hỗ trợ thêm cho ông để nó Thì nhanh đúng hơn. rồi, ông có lúc mà thấy đau lưng là không không đứng thẳng được, nhưng mà bây Dạ. giờ thì đỡ Dạ, thì bổ trợ rồi. thêm thì nó phục hồi nhanh. Vâng. Rồi, dưỡng chất hỗ trợ cho gân. Protein, vitamin C, vitamin B, vitamin E, collagen, tối thiểu 4 loại đầu. Collagen cho gân là collagen tiếp 2. Bốn loại đậu 4 loại đầu đầu tiên á, à? trong 5 cái thực phẩm đó, đó thì ưu tiên 4 loại đầu, còn đủ mình có tài chính thì mình thêm cái số 5. Chườm ấm cái lá gan thêm hàng ngày nha. À, thì bổ trợ đó thêm cho ông dưỡng cái lá gan thêm. Rồi thì lộ trình đó theo dõi. Cái cọng gân đó thì tầm khoảng 4 đến 6 tháng. Rồi hàng ngày nhớ massage thêm gót chân. Nhẹ nhàng thôi. Có cái đồ lăn chân á thì lấy lăn cái chân cũng bằng chân nó lăn cũng được. Rồi có một bài động tác cái thêm nữa là động tác mà đứng ở cầu thang á, ví dụ bậc thềm gì nè, bậc cầu thang nè, cái gót chân đứng để ra ngoài nè, bẹt lên cái ép dãnh lên, căng căng cái gót chân, căng cái phần cụm gân ra. Mình nhớ đừng căng quá, căng xong giữ cái đó thư giãn, cái lặp đi lặp lại nhiều lần động tác đó, động tác căng gót á, động tác căng gót chân á, à, để cho cái vùng gân đó nó thư giãn được, khí huyết máu nó, máu khí nó về, khí huyết nó về nuôi dưỡng lại. Nhớ là căng giãn nha chứ không phải làm cho đau nha. Kỹ cái đó rồi theo dõi lộ trình 4 đến 6 tháng. Rồi, và hiển nhiên là mình vẫn có thể đi khám này kia, rồi mình theo lời khuyên của bác sĩ này kia vẫn được bình thường nha. Dạ. Em thấy bác sĩ thì cũng chỉ khuyên là tối thì ngâm nước ấm, nhưng mà thường là do kháng sinh ạ. Dạ, thì góc nhìn của Tây y thì cái kháng sinh là cái hiệu quả cao trong giai đoạn đó, nhanh giảm đau mà. Đau quá rồi đưa thuốc giảm đau vô. Thì uống cũng chỉ đỡ được đến khoảng dứt thuốc khoảng 1 tháng là cùng lại đau lại. Tại sao? Tại vì nó chưa có cân bằng. Mình chỉ mới có giảm chết thôi, mình không có tăng sinh. Tại thuốc là giảm giảm chết mà. Còn nhớ không, nhớ đó không? Mình Vâng. không có làm tăng sinh mà, nên sao hết được, nó tái lại nữa là hiển nhiên. Hết thuốc thì chết tiếp. Nếu theo cái góc nhìn đó.
Dạ, kịp không? Xin chào. Dạ. Cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Vũ thấy còn ba cánh tay nè. Có liên quan tới nội dung bài học hôm qua không? Nếu có thì chia sẻ, còn hỏi bệnh thì thôi. Để mai ha. Rồi nếu ai hỏi bệnh thì tự hạ tay xuống. Còn nếu có liên quan bài học tâm đắc ngộ ra thì chia sẻ được hoặc làm rõ. Thì ok. Dạ. Rồi. Vậy là hỏi bệnh không ha. Hỏi bệnh thì đợi. Để mở rộng khái niệm nguồn. Dạ. Dạ. À, đưa máu lên vùng đầu có nhiều bài lắm nha chị Thanh Trúc. Dạ. Thay gân đổi cốt nè, trong đó có dạy nè, yoga cũng có nè. Hoặc là bên đông y thì các anh chị kiếm mấy cái quả bóng nhựa hay cao su gì đó, ép cái hai cái bạn với hai cái nách thì khép sát vô thì một tí thì máu nó cũng chạy lên vùng đầu. Nó đơn giản cái đó. Ngoài ra có những kỹ thuật đơn giản như là xoa bóp tay đẩy theo cái đường động mạch cảnh đó, theo cái đường mạch máu á, để lên vùng đầu lại, nó cũng có những cái bài đó, nhưng cơ bản là thay gân đổi cốt á, thì nó sẽ hỗ trợ tốt. Đang thức đang để điều tra vụ trình tận trở người di cư ở ngoài khơi như yeah. Này. Nên là ai hỏi về bệnh tật thì chậm chút xíu nghe, nghe lại. Nếu các ngày hôm trước mà đặc biệt là mấy ngày hôm trước cũng chưa có học trọn vẹn á, chưa nghe lại hết á, thì giúp đỡ Vũ nghe lại cái để đủ cái khái niệm nguồn á, thì mình cho lời khuyên nó mới mới có chiều sâu và mình hiểu được cái đó. Còn không thì mình cũng đi tìm giải pháp xử lý vấn nạn thôi, thì hồi xưa tới giờ mình tìm nhiều vậy. Tại trước khi đến lớp học này mà các anh chị nào hỏi bệnh đó, thì Vũ tin chắc là đi cũng ít nơi đâu. Đúng vậy không? À, cho nên đây là cái cơ hội vàng để mình có thể thay đổi cái hướng đi của mình chút xíu. À, đây là cơ hội vàng để mình có thể huân tập cái những cái thông tin à, nghe thấy nó biết liên quan tới sức khỏe một chút, để phần đời của mình còn lại mình định hướng cho nó khác chút, định hướng lại sức khỏe cho mình à, chứ mình không có theo cái định hướng cũ là cứ bệnh rồi đi hỏi, bệnh rồi đi chữa, mình làm hoài vậy thì nó không khỏe được. Chỉ cái này xong bắt đầu tới cái khác nữa nó cực cho mình chứ không gì. Dạ. Chị Hương có liên quan tới nội dung ngày hôm qua hay là mấy bữa trước không? Hay là hỏi bệnh chị Hương? Dạ thầy ơi, Dạ. cho em hỏi này tí xíu nó hơi gấp thầy ạ. Dạ. À, bố của em bị ngã bữa nay cũng cả hơn tuần rồi đó, nhưng mà tự Ồ, thân hơn em tuần thì đâu có gấp. Nếu gấp là mới ngã là phải đi chở liền, chứ hơn tuần gấp gì nữa. không có, tại cũng không biết đó thầy. Thế là bữa nay vô em sờ cái lưng á, khi thấy nó u lên một cục, xong là bố em thì không kêu đau ở lưng, nhưng mà hôm giờ ngã thì lại cứ đau ở chân thôi. Thì em cũng đang lưỡng lự là nên đi chỗ nào, thì bố em cũng không chịu đi. Nhưng mà em muốn hỏi thầy là có lên đến cái chỗ nào để nắn chỉnh hay chụp xương hay cái gì đó thầy, thì giúp em với. Dạ không có đi nắn chỉnh chụp xương, tại nếu tuổi về chủ trị như hiện tại thì bác cũng đã cao cao tuổi rồi Bác thì chỉ đâu. 91 ạ, 91 Dạ tuổi rồi thầy. đúng rồi, cho nên là phải vào bệnh viện trước, mình phải chụp chiếu lại coi cái chỗ té nó có bất thường gì không, rồi lúc đó mình mới chỉnh sau, mới tính tiếp bước tiếp theo. Khi mà té ngã thì mình đâu có biết té chỗ nào đâu, trúng chỗ nào Dáng ngồi xuống thầy, dáng ngồi cái mông à, thì xuống. té ngồi xuống thì tới ta chụp lại rồi có đụng vô phần đầu thì kia ông hỏi kỹ là cái đó. Nên, Nó u lên một cục ở lưng luôn thầy. rồi khi kiểm tra lại coi nó có tràn tủy không, thì nó cái tràn tủy hay dây thần kinh đó thì ngay cái chỗ cơn đau cục bộ á nó cũng có đau, nhưng mà cái phần chân cái phần mông nó sẽ đau nhiều hơn cái chỗ cục bộ, nó có tràn vô tủy sống Cái thì thần chỗ u kinh đó đó thì không đau thầy, cái lưng nó đau, u nhưng lên chỗ mà không kia nó đau sẽ thầy. đau hơn, cái chỗ Lại khác đau chỗ đau đùi. hơn chứ không phải chỗ đó nó Đau không đau. Dạ nên đi bệnh viện trước một cái kiểm tra rồi tính tiếp, đi chụp lại cái coi chắc hay vô chuyên khoa một cái. Dạ Dạ, em biết ơn cái thầy đó ạ. đi bệnh viện là chắc ăn nhất ha, tại té người lớn tuổi á thì mình không có ỷ y được, trẻ nhỏ này kia thì còn có khả năng mình chỉnh này kia nó an toàn hơn, nhưng với người lớn á
thì cái mật độ xương gân cơ nó sẽ tương đối khác với người trẻ một tí, cho nên mình cẩn trọng chút, cẩn trọng nó không thừa. Dạ Rồi em biết ơn thầy ạ. dạ Biết đúng ơn ra cả là phải đi lớp lúc té rồi đó chứ phải đợi 7 ngày. ạ. Dạ hôm giờ em cũng Dạ đi công chuyện là một tuần mới về thầy. dạ Thế là em xong mà ông thì thường ít khi nào chịu đi bệnh viện lắm. Thế ông dạ cũng không nói về cái lưng. Thế xong dạ cứ kêu đau ở cái đùi thôi. dạ nó chèn Ừ. xuống rồi đó. Rồi hôm nay em vào em mới mới hỏi hỏi thì sờ cái lưng thấy u lên cục luôn. Mà em kêu đi để con chở đi mà chưa chịu đi thầy ạ. Dạ, nó đi kiểm tra biết để xử lý chứ không phải đi để chữa bệnh. Người lớn thường sợ mấy mấy cái câu đó. Dạ, nên đi để kiểm tra để biết cách hỗ trợ phù hợp. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Dạ dạ Dạ, em xin tắt mic ạ. Dạ, dạ em biết ơn cảm cả ơn nhà. chị. Dạ Dạ. à, hôm nay thì chúng ta sẽ chốt lại cái học phần về dinh dưỡng cộng với một số thuật dân gian cơ bản. Hôm nay mình chỉ luôn cái một cái bài về khí ha, để cả nhà có thể có một cái bài cơ sở nền tảng nếu muốn. Đó là bài khí âm dương để mình có thể quân bình cái khí trong cơ thể của mình. À, và khi làm được cái đó đó thì đó chính là cái cách mà chúng ta có thể giữ cái khí luân chuyển nó tốt trong cơ thể. Thứ hai là cái thân nhiệt của mình nó bình ổn lâu dài. À, còn nếu ai có vấn đề thì có thể tham khảo đến nội dung ngày hôm trước, thân nhiệt liên quan tới làm ấm nội vi ngoại vi. À, nếu mình muốn tốn tiền, còn muốn miễn phí thì làm chủ về khí. À. Rồi chúng ta sẽ chốt lại cái chỗ này về về khía cạnh của dinh dưỡng để các anh chị có thể đơn giản hóa lại lần nữa về mặt dinh dưỡng nè. Khi nhắc về dinh dưỡng á, thì cái câu đầu tiên mà các anh chị cần nhớ giúp đỡ Vũ á, dinh dưỡng ra đời thì cái mục tiêu của dinh dưỡng học ra đời á, đó chính là cho người khỏe để họ duy trì sức khỏe và khỏe hơn. Cái đó là mục tiêu của dinh dưỡng ra đời. À, kỹ cái đó, mục tiêu của dinh dưỡng ra đời á, là để cho người khỏe, để họ duy trì sức khỏe, để họ khỏe hơn. Rồi cái quá trình mà bệnh nhân người ta phục hồi sức khỏe thì có sự tham gia của dinh dưỡng. Nhưng cái mục tiêu thật sự của dinh dưỡng ra đời đó chính là để hỗ trợ cho người khỏe, duy trì sức khỏe. Nhưng mà tính tới hiện tại thì phần lớn con người lại ứng dụng ngược, đó chính là dùng cái dinh dưỡng trong cái quá trình hỗ trợ điều trị và điều trị. À, trừ một số trường hợp là bệnh do dinh dưỡng thôi thì hiển nhiên phải dùng dinh dưỡng. Nhưng mà thực tiễn thì đa phần nó là hỗ trợ cho người khỏe. Bởi vì đơn giản gì nè, nó có cái khái niệm để dẫn dắt vô cái chỗ này. Các anh chị hình dung đơn giản ha. Đây, các anh chị phối hợp với Vũ trong cái ví dụ này nha. Dạ dạ theo cả nhà này, để dẫn dắt cho nội dung lại nè, về cái học phần dinh dưỡng để thấu suốt một lần nữa rồi cái mình chốt lại cái. Rồi theo cả nhà thì con người có cần thuốc không? À, theo cái biết của mình thôi nha, theo nhận định khách quan của mình thôi, thì con người có cần thuốc không? Nó phải kỹ chỗ này nghe. Dạ. Không. Có. Không. Có. Không. Dạ. Nói mình thì mình cứ nhận định sao mình nói vậy thôi. Bởi vì nó thuộc về nhận thức mà, nên nó cái này chứ lại quan niệm nữa, cho nên mình không có nói đúng sai nghe, cho nên mình biết sao thì mình nói vậy thôi. Rồi sau đó cái mình chốt lại một cái để nó có một cái nhìn chung. Hả? Đủ dinh dưỡng sẽ không cần thuốc. À, thì cái câu này nếu phân tích rộng chút xíu thì câu này nó vẫn còn hơi phiến diện, nó vẫn đang thiên về dinh dưỡng. Đúng rồi, cái câu của chị Trinh á, thì người ta mới tương đồng nhiều hơn. Đó là khi khỏe thì không cần thuốc. Cái câu đó thì người ta mới chịu. Còn nếu nó đủ dinh dưỡng mà không cần thuốc thì cái câu đó người ta chưa chịu. Tại vì nó đủ dinh dưỡng không cần thuốc là cái đó mình bắt đầu mình thiên về dinh dưỡng. À, thì người ta sẽ phát hiện ra một điều khi Vũ nói cái câu này là các anh chị chấp nhận không nha. Đó là thuốc sẽ cần khi con người ta có bệnh tật. Thì các anh chị có chấp nhận không? Nếu Vũ nói câu này thì cả nhà chấp nhận không?
hả? Anh tâm nguyện chấp nhận không? Dạ rồi, vậy thì phần lớn khi mình nói là gì, thuốc hả, người ta sẽ cần khi có bệnh tật chấp nhận thuốc chứ không cần chấp nhận em. Chấp nhận cái quan điểm này ha. Rồi thì phần lớn khi mình nói cái câu này thì người ta sẽ chấp nhận, giống như một câu mà ở dân gian hay truyền miệng với nhau mà chúng ta nghe rất là thường, đó là đói ăn rau, đau uống thuốc. Có nghe câu này rồi đúng không? Rồi vậy thì cái câu nhận định thứ hai để mình dẫn dắt vào thôi ha. Thứ hai đó là gì? Đó là dù người đó có bệnh hay là khỏe mạnh, thì theo các anh chị, cái người đó dù bệnh hay là khỏe thì đó, dù không biết, nhưng mà cái người đó theo các anh chị, họ có cần ăn và có cần uống không? Cái người đó dù bệnh hay khỏe thì có cần ăn và cần uống không? Có cần ăn và cần uống không? Nó phải kỹ chỗ này nha, theo các anh chị nè, thì dù bệnh hay là khỏe thì người đó cần ăn và uống không? À, vậy thì ăn uống là nhu cầu tất yếu đúng chưa? Đúng không? Đúng không? Rồi, cái đó là nhu cầu cơ bản để sống. Nên cái này là bắt đầu mình mới nói, thì là nó là nguyên liệu của sự sống, cần ăn uống. Rồi, tiếp theo, thuốc là vai trò của ai? Khi nhắc về thuốc là vai trò của ai? Nhắc về thuốc là vai trò của ai? Thuốc là vai trò của người có chuyên môn. À, mình dùng từ chuyên môn để khách quan. À, thì nó là gì? Thì thuốc là vai trò của người chuyên môn, mà chuyên môn đó chính là ngành y, mà đó thuộc về dược sĩ, y sĩ, bác sĩ. Và dược sĩ là cái chiều sâu hơn. Nhưng mà dược sĩ, y sĩ hay bác sĩ đều có vai trò và đều có chức năng có thể kê toa thuốc. Rồi, tới đây kịp không? Rồi, trọng điểm tiếp theo. Ăn uống là cái chuyện của ai? Ăn uống là cái chuyện của ai? À, ăn uống là cái chuyện của ai? À, ăn uống là cái chuyện của mình. Của bản thân mỗi người. À, rồi. Vậy thì các anh chị có thấy lạ đời không? Cái chuyện của mình thì không có lo, tối ngày lo cái chuyện của người ta. Có thấy gì không? Cái chuyện của mình nè, không có chịu lo, mà tối ngày lo cái chuyện của người ta. Ăn uống này là ăn uống hàng ngày, đúng không? Ăn uống hàng ngày và ăn đến hết đời, thậm chí chết rồi mà mỗi năm á còn phải lôi lên ân lần nữa, đám giỗ. Đúng vậy không? À, chuyện hàng ngày à, là chuyện của mình, nhưng mà mình không có lo, tối ngày lo chuyện của người khác. Bắt đầu thấy thấy kỳ giờ. Vậy thì ngay cái chỗ này, nếu mình đã biết cái chuyện ăn uống là cái chuyện mỗi ngày, thì ngày nào ăn thì ngày đó có, ai ăn thì người đó no, ai ăn thì người đó có khả năng khỏe, đó cũng là cái chuyện của mình. À, vậy thì chúng ta thấy nè, phải chăng ngay thời điểm này chúng ta khi đã nhận định kỹ cái này rồi à, thì phải chăng là chúng ta nên nghiêm túc một lần học tập để có thể học một lần về ăn uống để phục vụ cho mình cả đời không? Thậm chí nếu mà tốt nữa thì phục vụ cho mấy đời luôn ấy chứ. Bởi vì nó là chuyện cá nhân mà. Đúng không? Đúng vậy không? Vậy thì có nên nghiêm túc học tập về ăn uống không?
Nhưng mà tới giờ chuyện này thì nhiều người đâu có nghiêm túc. Vậy thì quay lại thay đổi cái nhận thức lại. Thì thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta phải quay lại mình. Một trong những yếu tố về sức khỏe đó chính là làm được sao rồi. Còn cái chuyện thuốc thì đã có cái người người ta có vai trò. Mình có thời gian thì mình nghiên cứu thêm. Nhưng cái trọng điểm là hàng ngày mình làm sao phải biết ăn uống phù hợp, ăn uống cho tốt. Vậy thì ăn uống thì quay lại cái tờ ngày hôm qua. Đó là làm sao cho đó nó cân đối về màu sắc, nó cân đối về năng lượng, nó cân đối về nhóm chất. Đó là cái đầu tiên là mình cần phải làm. Nên nghiêm túc một lần trong đời, để học một lần, xài một đời cho chính mình, để chuyển cái hiện thực đó cho con cái của mình, để bắt đầu hành trình của con mình đó, đi trên con đường khỏe mạnh. Mà trên cái hành trình đó là có cái việc ăn uống. Rồi thì tới đây các anh chị đã bắt đầu cảm nhận rằng là dinh dưỡng nó quan trọng cho đời người chưa? Thực sự đã nhận thức được là dinh dưỡng nó quan trọng chưa? Thực sự thì tới chỗ này là mình đã nhận thức được là dinh dưỡng thực sự quan trọng đối với con người chưa? Chậm chút xíu nha, thực sự phải coi lại nhận thức của mình nè. Lúc này là mình rà soát liêm chính nội tâm lại với mình nè. Thì dù là ai, trình độ như thế nào người đó cũng không quan tâm. Nhưng mà thực sự mình coi lại nhận thức hiện tại, bắt đầu mình thấy là cái chuyện ăn uống nó quan trọng với mình trong phần đời còn lại chưa? Rồi, nếu đã thấy quan trọng rồi, thì bắt đầu mình mới coi lại. Thì bắt đầu mình phân tích rõ cái nè. Vậy ăn uống sao để hướng tới khỏe mạnh là cái người ta cần thiết, đúng không? Ăn uống là cái chuyện quan trọng rồi đó, nhưng mà ăn uống để hướng tới điều gì, ăn uống để hướng tới cái điều gì là cái mà cần phải điều chỉnh. Ví dụ đơn giản đó là hôm trước có nói với chị Trinh hôm trước, chị 20-30 năm nữa có muốn giữ cái tuổi thanh xuân này không? Vậy thì nếu 20-30 năm nữa mà vẫn giữ cái tuổi thanh xuân này, kéo dài cái tuổi thanh xuân, thì không phải đợi 20-30 năm nữa mới làm, mà phải làm từ bây giờ để 20-30 năm nữa vẫn giữ được cái tuổi thanh xuân. Ai muốn khi về hưu rồi cuộc sống của mình tốt đẹp nhẹ nhàng không? Nếu muốn thì phải từ bây giờ phải làm cái gì đó, tích lũy cái gì đó để khi vừa về hưu thì cuộc sống của mình đơn giản nhẹ nhàng, vui vẻ, an vui, chứ không phải đợi khi về hưu rồi mới bắt đầu làm. Có muốn làn da của mình đẹp theo thời gian không? Thì không phải đợi mãn kinh mới chăm sóc da, mà chăm sóc từ bây giờ để khi mãn kinh rồi da mình nó vẫn đẹp. Muốn xương khớp mình khỏe mạnh khi về già, khi lớn tuổi không? Thì không phải đợi khi về già mới bắt đầu chăm sóc xương khớp, mà phải chăm sóc từ bây giờ để khi về già xương khớp của mình nó vẫn khỏe mạnh. Thì cái mục tiêu của dinh dưỡng ra đời là như vậy đó. Hiểu hiểu ý này không ta? Cái mục tiêu của dinh dưỡng ra đời là như vậy đó. Đó. Cái mục tiêu của dinh dưỡng ra đời là như vậy đó. Nên đầu tiên các anh chị phải biết cái dinh dưỡng con người cần cơ bản nền tảng là gì. Các anh chị giúp Vũ vẽ ra một cái ngôi nhà. Để các anh chị hình dung là một cái bức tranh tổng thể nè. Tổng thể và đơn giản về cái dinh dưỡng đối với cơ thể của con người. Để mình biết là nếu có dùng thêm cái góc độ của bổ sung gì đó mình dùng sao. Cái chị vẽ ra một cái ngôi nhà. Rồi. Yếu tố cơ bản và nền tảng để hình thành nên ngôi nhà trong cái ví dụ này đó là những cái viên gạch. Rồi. Vậy thì để hình thành nên cái ngôi nhà này thì yếu tố cơ bản đó chính là gạch. Nhiều viên gạch sẽ xếp chồng lên nhau theo một cái kiến trúc nào đó, nó sẽ tạo lập nên cái ngôi nhà. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, gạch nó chồng lên rồi thì nó cần phải có sự kết dính. Vậy thì kết dính các viên gạch này lại, đó chính là gạch, đó chính là xi măng cát đá.
Rồi. Sau khi ngôi nhà nó hoàn chỉnh rồi thì phía bên ngoài người ta bắt đầu sơn phết nó lại. Người ta sơn nó lại, sơn chống thấm rồi nè, để bảo vệ từ bên ngoài nước sơn. Rồi sau khi xong hết về hình tướng ở bên ngoài thì bắt đầu người ta lo tới nội thất, đúng không? Nội thất xong rồi thì một trong những cái yếu tố quan trọng để vận hành ngôi nhà đó, đó chính là nó phải có nguồn năng lượng. Thì nguồn năng lượng là điện năng nè, thì tượng trưng cho nó là năng lượng, thì nó mới vận hành được cái ngôi nhà này. Đó, vậy thì một ngôi nhà hoàn chỉnh yếu tố cơ bản và nền tảng để có thể ngôi nhà này được đi vào sử dụng là gạch, xi măng, cát đá, nước sơn và năng lượng bên trong. Thì các anh chị bắt đầu hình tướng lại giúp Vũ, đó là tượng trưng cái ngôi nhà này, đó chính là cơ thể người. Yếu tố cơ bản và hình thành nên ngôi nhà là gạch. Đó, thì đây, yếu tố về mặt dinh dưỡng, theo góc nhìn của dinh dưỡng, thì đó chính là chất đạm, là yếu tố cơ bản nền tảng, là protein. Gạch đá xi măng để kết dính lại, xi măng cát đá để kết dính lại, đó chính là chất xúc tác, đó là vi chất. Nước sơn để bảo vệ từ bên ngoài chống thấm này kia, thì các anh chị nhớ là hình ảnh của một cái cây để bảo vệ từ bên ngoài trước những tác nhân xâm nhập, thì đó chính là dưỡng chất thực vật. Mình đang phân tích theo góc độ của dinh dưỡng học nha. Dưỡng chất thực vật. Rồi, năng lượng theo góc nhìn của dinh dưỡng đó chính là đường, đạm, béo. Đường, đạm và béo. Bột đường thông thường thì không có thiếu hụt, cho nên chúng ta không cần quan tâm. Chất đạm thì mình đã nói, yếu tố cơ bản nền tảng đó là ở viên gạch. Chỉ còn cái mình cần quan tâm đó chính là chất béo. Có cái góc nhìn đúng đắn về chất béo, và ở đây chúng ta cần đó là chất béo tốt. Đó chính là omega 3. Vậy thì về góc độ dinh dưỡng, những gì mà chúng ta vừa liệt kê, người ta thống kê lại, người ta gọi nó là dinh dưỡng nền tảng. Đó là dinh dưỡng nền tảng. Tức là sao? Tức là dù quốc gia nào, màu da, tôn giáo, tuổi tác như thế nào đó không biết, thì mọi người trên thế giới này đều cần nền tảng dinh dưỡng giống nhau. Nó chỉ khác nhau là về hàm lượng. Là mọi người trên thế giới, giới tính như thế nào? Giới tính, màu da, tôn giáo, tuổi tác đều cần dinh dưỡng nền tảng giống nhau. Chỉ khác nhau về hàm lượng. Đó. Thì nền tảng đó chính là chất đạm. Là chất béo. Đa vi chất. Đó là vi chất tổng hợp. Thì trong đa vi chất nó đã bao hàm luôn cả dưỡng chất thực vật. Sau đó mới coi tiếp cái người đó là có thêm cái nhu cầu gì, người ta mới cộng thêm dinh dưỡng cho nhu cầu. Nhu cầu. Đó, tức là hướng, định hướng tới cái sức khỏe mong muốn nè. Ta mới hỗ trợ thêm cái này nè. Định hướng sức khỏe mong muốn nè. Và hiển nhiên cái này chỉ là một phần. Phần còn lại là thuật dân gian thì mình học thêm. Thì nhu cầu đó là gì? Mình bắt đầu liệt kê với góc nhìn của dinh dưỡng. Ví dụ, em muốn hỗ trợ cho nhu cầu tiêu hóa của em tốt.
Thì nó sẽ bao hàm dinh dưỡng nền tảng và bổ trợ thêm chất xơ với probiotic. Nhưng người khác lại nói em muốn hỗ trợ cho da của em muốn duy trì cái làn da của em đẹp lâu dài, thì dinh dưỡng nền tảng cộng thêm dinh dưỡng cho da C, E, collagen. Nhưng người khác lại nói em cần bảo dưỡng cái xương khớp của em trong phần đời còn lại. Xương khớp, các anh chị nhớ giúp Vũ là mình đang phân tích trên góc độ của dinh dưỡng nha. Rồi, thì người ta sẽ cần canxi, magie, glucosamine. Rồi, để hấp thu tốt thì người ta xin C, D. Rồi, tiếp tục. Tùy theo nhu cầu mà mình có cái giải pháp dinh dưỡng khác nhau. Rồi, đây này các anh chị thấy dinh dưỡng nó đơn giản là chút xíu nữa sao? Nhu cầu về răng là canxi. Rồi, kem đánh răng, nước súc miệng, chỉ nha khoa, bằng chải đánh răng phù hợp nếu nó đủ đầy về kem đánh răng. Đủ đầy về sức khỏe răng miệng. Nên đủ đầy về răng miệng là canxi ở bên trong. Ở bên ngoài, đó chính là kem đánh răng, chỉ nha khoa, bàn chải đánh răng phù hợp, kem đánh răng phù hợp, cách đánh răng phù hợp, rồi ăn uống phù hợp, ăn chậm nhai kỹ, tập thêm cái bài bảo dưỡng răng miệng, đó là bài khua răng đảo lưỡi. Nhớ bài đó không? Nhớ bài đó trong thang gần được có không? Anh chị nhớ bài đó không? Tập thêm cái bài đó là dưỡng răng đó. 70-80 tuổi vẫn còn xé cái đùi gà bình thường. Đó. Dạ. Dạ. Đó, dinh dưỡng đơn giản vậy đó. Vậy là cái tiếp theo. Các anh chị chỉ cần phân tích một cái nữa thôi là xong. Cái đó chính là cần phân biệt rõ giữa dinh dưỡng, thuốc và thực phẩm chức năng nữa là xong. Để các anh chị không có lăng tăng và có cái nhìn phù hợp. Ha. Rồi. Sau đó mình lại lấy ví dụ một cái. Tức là định hướng sức khỏe theo mong muốn. Chụp lại hả? Dạ em gửi. Các anh chị hướng tới cái mong muốn của người dùng, của cá nhân người á, người khác, chứ đừng có mong muốn bán dinh dưỡng cho người ta. Nếu ai đó đang làm trong ngành dinh dưỡng học, tức là đừng có mong muốn bán dinh dưỡng cho người khác, mà là dựa trên cái mong muốn của người ta, cho người ta cái lợi nhất có thể, trong đó có dinh dưỡng. Ví dụ một người nào đó mới lập gia đình, đừng có vội bán dinh dưỡng cho người ta trong thai kỳ, mà bắt đầu trong cái quá trình đó dựa vào nhân duyên nâng cấp mối quan hệ, gặp người ta quảng bá cái gì đó tùy các anh chị ha. Thì trong đó các anh chị chia sẻ với người ta chuẩn bị có con đúng không, có mong muốn con khỏe mạnh, phát triển điều độ và thông minh hơn người không? Thì lúc đó mình sẽ quảng bá cái gì đó liên tục cho cái thông tin, cho cái tri thức hỗ trợ về sức khỏe của thai kỳ, trước, trong và sau thai kỳ. Gốc thông tin đó mình làm rõ và cho người ta hết những cái yếu tố đó, thì trong đó một phần là dinh dưỡng. Nếu các anh chị giúp cho người ta nâng tầm nhận thức về sức khỏe của thai kỳ, thì giai đoạn đó các anh chị có thể bán cho một cái người đó ít nhất 9 tháng 10 ngày. Nhưng quá trình đó các anh chị cho người ta biết luôn cái thấu hiểu về cái sức khỏe của trẻ thơ. Thì cái thời điểm đó các anh chị bán luôn cho người ta cái dinh dưỡng sau sau cho trẻ sơ sinh.
Rồi tới quá trình chăm sóc với khách hàng đó đó, các anh chị giúp đỡ người ta vui vẻ, hỗ trợ người ta nhận thức về mặt sức khỏe trong phần đời còn lại của họ, thì chính thức các anh chị có một gia tộc nguồn dinh dưỡng cả cuộc đời. Hình dung được không ta? Chứ các anh chị đừng có cầm cái sản phẩm đi bán. Ý nó là gì đó? Mà là định hướng sức khỏe theo mong muốn. Định hướng cái sức khỏe theo mong muốn của người ta. Đó, thì ai làm ngành sức khỏe thì thay đổi nhận thức từ lúc này thì các anh chị có thể vượt trội về mặt dinh dưỡng và tự nhiên tăng trưởng doanh thu mà không biết lý do tại sao. Nói một lần người ta xài một đời thì nên nói. Chứ nói một lần xong rồi sau đó người ta xài xong cái người ta cũng bệnh lại khi rời xa mình thì giúp tạm thời. Chứ không có giúp triệt để cho người ta được. Rồi. Ai đó mong muốn sức khỏe làn da thì các anh chị cho người ta thấu hiểu làn da cần gì, bảo dưỡng làn da ra sao, trong đó vai trò dinh dưỡng của da cần gì, cho người ta thấu suốt cái đó, nâng tầm nhận thức về sức khỏe làn da thì có một người dùng dinh dưỡng mười mấy hai chục năm là tối thiểu. Rồi. Hỗ trợ sức khỏe cho con. À, thì con lớn là gì? Quá trình đó nó hiển nhiên dinh dưỡng nó cần, nhưng các anh chị chỉ cần cho người ta thêm quan niệm. Đó, bởi vì quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái. Cho con ăn bằng lương thực thì con sẽ lớn, nhưng cho con quan niệm con sẽ trưởng thành. Vậy thì lúc này cho con bằng lương thực thì con sẽ khỏe về mặt thể chất, nhưng cho con quan niệm về sức khỏe thì con sẽ trưởng thành, nâng tầm nhận thức về sức khỏe và phần đời còn lại của con tự nhận thức và bảo dưỡng sức khỏe của chính mình. Kịp kịp ý này không ta? Kịp kịp không ạ? À? Ai đó muốn bảo dưỡng mắt? Mắt là cửa sổ tâm hồn. À, quảng bá cái đó cho người ta hiểu thấu, cho người ta thấu suốt vai trò đặc biệt của mắt như thế nào. Mắt nó cần bảo dưỡng cái gì? Cho người ta thuộc dân gian để bảo dưỡng mắt hàng ngày. Cho người ta hàng ngày tập các bài mắt ra sao để giữ con mắt của người ta khỏe. À, rồi sau đó, cái vai trò của dinh dưỡng đối với mắt là gì? Cho người ta thấu hiểu nó. Thì một người nào đó muốn bảo dưỡng con mắt trong phần đời của họ, thì tự khắc có người dùng caroten omega 3 suốt cuộc đời. Bởi vì người ta muốn mắt khỏe. Nâng tầm nhận thức của người ta về cái sức khỏe của quả tim. Cho người ta thấu hiểu rằng khi tim khỏe thì được lợi gì? Khi tim khỏe thì lợi lạc cái gì? Tim khỏe thì sắc mặt hồng hào. Tim khỏe thì giấc ngủ ngon. Tim khỏe thì tinh thần minh mẫn. Tim khỏe thì kiểm soát được trạng thái cảm xúc của chính họ. À, tim khỏe thì gì, thì gì, thì gì, thì gì. Nó hết cái đó. Cuối cùng làm sao cho tim khỏe? Thuật dân gian cho tim như thế nào? Mỗi ngày cần hỗ trợ cái bài tập gì cho tim? Bấm huyệt gì cho tim? Dưỡng sinh gì cho tim? Tập cái gì cho quả tim? Và hỗ trợ dinh dưỡng cho quả tim. Một người mong muốn cho trái tim khỏe mạnh trong phần đời của chính họ, lúc này cần hỗ trợ cái gì? Thì lúc đó ai thực sự yêu trái tim của chính họ thì có người dùng dinh dưỡng suốt cuộc đời vì trái tim. Lỗ tai cần gì? À, giống như thì Thùy La nè, lỗ tai cần gì? À, hình tướng lỗ tai cần gì? À, đó, thì bắt đầu phân tích tiếp. Góc nhìn đông y thì tai nó sẽ liên quan tới quả thận. Muốn tai tốt thì bảo dưỡng quả thận cho tốt. Người thường xuyên ăn mặn thì rái tai nó nhiều. Cũng thường hay ngứa. Thì chỉ cần kiểm soát lại cái vị mặn lại, ăn cho phù hợp hơi nhạt một chút thì rái tai sẽ giảm. Hả? Hằng ngày thì hỗ trợ massage máu cho nó lưu thông cái vùng đầu. Bấm một số huyệt liên quan tới vùng lỗ tai, massage xung quanh lỗ tai cho thai nó mềm, nó hồng nhuận trở lại. Bởi vì đơn giản chúng ta sẽ phát hiện rằng con nít lỗ tai rất là mềm. Còn càng lớn thì lỗ tai thấy càng cứng dần lại không? À, nên lúc này thì nhớ ơn thầy cô giáo hồi nhỏ. Nhéo lỗ tai mình không phải vì mình lì, mà tại vì thầy cô quan tâm sức khỏe của mình. Nên biết ơn thầy cô có một bài học. Nên mỗi ngày massage cho lỗ tai, lưu thông khí huyết vùng lỗ tai, dưỡng sinh cho cái vùng lỗ tai, có những bài tập liên quan. Bài tập hồi xuân cơ thể có động tác này nè, duy trì nó hàng ngày. Cái kiểm soát ăn uống nước phù hợp. À, ăn uống đó là gì? Kiểm soát cái vị mặn. À, ăn nhạt chút, nước đủ. Rồi hàng ngày ngoại massage vùng đầu, hỗ trợ cho vùng thận.
về dưỡng chất hỗ trợ thêm canxi, vitamin nhóm B, thì nó bổ trợ cho vùng lỗ tai. Kịp dịp cái này không ạ? Người đặt stent tim thì làm sao cho tim khỏe và ngưng thuốc? Cái giai đoạn này phải lắng nghe lại cơ thể của chính mình. Mục tiêu là cho tim khỏe dần lên, chứ không phải ngưng thuốc hay không ngưng thuốc. Bị mình đã dính hình cái thuốc à. Và tim khỏe cần gì phải làm rõ lên. Bài ngoái tay thì cũng tốt cho khớp thái dương hàm. Thái dương và thái dương hàm. Còn riêng vùng lỗ tai nó cũng hỗ trợ tốt. Số huyệt như thính cung này kia nè. Đó, ý như vậy đó. Nên các anh chị phải định hướng cái dinh dưỡng theo cái chiều hướng sức khỏe mong muốn của người ta. Chứ đừng có thấy là dinh dưỡng của mình tốt rồi bắt đầu đi bán cái dinh dưỡng. Các anh chị làm vậy làm hoài là không nổi. Nên càng bán càng mệt mỏi. Tại mình tối ngày mình cứ bia cái mình lên tốt không à. Vì mình mà nói không à. Cho nên cuối cùng người ta không có cảm nhận được cái dinh dưỡng nó cần thiết cho cuộc đời của họ. Người ta dùng khi và chỉ khi người ta thấy nó cần cho họ, họ mới dùng. Còn cái chuyện nó tốt là chuyện của nó liên quan gì tới người ta. Hiểu ý này không ta? Kịp kịp không ạ? Các anh chị hiểu câu 10 vừa nói không ta? Có. Dạ. Cái chỗ đó phải kỹ nghe. Cái đó tốt thì kể đó chứ liên quan gì tới tôi. Nó liên quan tới cuộc đời của tôi mới quan tâm chứ. Nên cái chỗ này là mình phải kể chút xíu. Nên các anh chị thấu suốt điều này thì chúng ta có thêm một góc độ dinh dưỡng, là có thêm một cơ hội nữa để khỏe. Thì dinh dưỡng là bởi vì nó nuôi dưỡng mà, nó duy trì mà, nó là cung cấp năng lượng mà, là xây dựng, là sửa chữa, là duy trì, là tạo men, là tạo nội tiết tố, là xúc tác, là tham gia, là chống oxy hóa, tham gia các quá trình để cho cái quá trình của cơ thể, hệ thống của con người á, định nghĩa lại đó, và duy trì sự sống và phát triển. Cho nên dùng dinh dưỡng thì một ngày không thấy thay đổi, hai ngày không thấy thay đổi, một tháng không thấy thay đổi, nửa năm cũng chưa thấy thay đổi nhiều, một năm cũng chưa thấy gì, nhưng 5 năm thì thấy có sự thay đổi, 10 năm thì thấy có sự khác biệt, 15 năm có sự cách biệt, và lâu dài nó sẽ có sự khác biệt, cách biệt. Cái trọng điểm là mình khỏe. Ví dụ đơn giản với cá nhân Vũ tới giờ dùng dinh dưỡng 15 năm. Trong khi xã hội và nhiều người có nhận thức chưa đúng về thực phẩm chức năng, cá nhân Vũ thì đã dùng thực phẩm chức năng 15 năm. Vũ không nói nó tốt và Vũ không khuyến khích người khác dùng. Cái quan trọng đơn giản là với cá nhân mình, cái hiện thực sau 15 năm dùng. 15, khoảng chừng 1 năm, 2 năm đầu tiên khi dùng thực phẩm chức năng, ai cũng chửi. Nhưng mà 1 năm, 2 năm thì bắt đầu người ta thấy khác biệt. 5 năm người ta thấy khác biệt, 10 năm người ta thấy cách biệt. Những năm đầu tiên học đại học, vô quán cà phê, uống cà phê với bạn bè, kêu nước ra. Cái anh bồi bạn, cái bé bồi bàn, gặp mấy anh bạn thân mình hỏi mấy anh uống cái gì. Quay sang mình hỏi chú uống cái gì. Thấy đau lòng không? Cùng chung một lớp, mà mấy thằng kia, bé nó kêu bằng anh, quay qua mình nó kêu bằng chú. Thấy đau lòng không? Giận quá mà. Bắt đầu thay đổi lối sống ăn ở cho phù hợp, trong đó có dinh dưỡng. Sau 5 năm, sau 10 năm, sau 15 năm, bây giờ họp hội bạn bè đi uống cà phê, mấy bé bồi bàn kêu mấy anh kia bằng chú, quay lại mình kêu bằng anh. Mình đã trả thù được thời gian. Đúng vậy không? 10 năm dùng dinh dưỡng, 15 năm dùng dinh dưỡng, vô quán cà phê. Rất vui khi lần đó có bạn sinh viên năm tư của kinh tế học ngồi đang làm luận văn, cái mình qua mình nói chuyện về sức khỏe, nhưng mình cho thêm cái quan niệm của sức khỏe, quan niệm của cuộc sống. Cái bạn nghe bạn thấy hay quá, cái gặp mình cái bạn bắt chuyện, bạn hỏi chuyện, cũng mới thấy cái luận văn em làm luận anh làm luận văn kinh tế hả? Anh làm luận văn kinh tế. Rồi nói này nói kia, cái mình cho người ta một cái quan niệm, đó chính là cái quan niệm về quy luật bù, một cái quy luật, đó là quy luật bù đắp. Đó là số tiền thực của bạn sẽ tỷ lệ thuận với số lượng người bạn phục vụ và chất lượng phục vụ của bạn. Các bạn nghe xong mà thấy hay quá, nói anh biết, em lấy nãy đâu ra vậy? Nó có môi trường để học tập, quảng bá môi trường.
cái bạn đã lấy cái câu đó vào, đưa vào luận văn, cái xin số điện thoại để kết nối. Cái trước khi ra về, cái bạn đó quay lại hỏi, em năm nay nhiêu tuổi rồi? Thì hỏi Vũ, kêu Vũ bằng em. Cái Vũ quay lại hỏi, nói anh làm luận văn hả? Anh sinh viên năm cuối hả? Nói anh sinh viên năm cuối. Dạ, em ra trường 10 năm rồi. Tức là em lớn hơn anh hơn 10 tuổi. Thì người này lúc hẹn với dự mình, ủa sao anh trẻ vậy? Đó, thì lúc này nó đã không? Thì các chị nữ mà nghe câu này nó sướng không? Tới em còn sướng đó. Mấy chị thì em chắc nghĩ là chắc đã hơn. Đúng không? Đã cái nư. Đó. Thì đó là cái kết quả có dinh dưỡng nó mang lại cho mình. Không có cần so sánh với ai. Nó quan trọng là mỗi ngày mình khỏe. Rồi dần dần chất lượng của mình nó tốt hơn. Hiểu kịp ý này không ạ? Nên phụ nữ thì chả sợ gì. Đó. Chỉ sợ già. Đúng không? Phụ nữ thì chả sợ gì, chỉ sợ già, đúng chưa? Đó. Nên là giữ mãi thanh xuân là cái điều mà phụ nữ hằng ao ước, và thực sự đàn ông cũng còn cũng ao ước, nhưng mà họ không nói thôi. Chứ ai mà không muốn giữ tuổi thanh xuân, chẳng qua là nó vi tế hay hiển lộ đó. Rồi chị ngay cái chỗ này, dạ chỗ này đã hay sao chị Hòa, thấy giơ tay. Dạ, vâng, biết ơn thầy hỏi em. Em hỏi thêm một chút, cái chỗ này, cái nền tảng, cái dinh dưỡng nền tảng này thì có omega 3 vậy, ở trong những cái hiệu thuốc thì em thấy có omega 3, 6, 9, vậy hai cái loại này có khác nhau không ạ? Em muốn hỏi cái đấy. Dạ Dạ. cảm ơn chị. Về bản chất nó là không khác. Dạ. À, đều là chất béo. Được chưa? Và điểm chung cái nữa, nó đều là chất béo không bão hòa. Nó chỉ khác một chỗ về mặt chuyên môn. Đó chính là lấy cái mâm cơm mình coi lại tờ thứ 35. Đó là omega 3 là chất béo không bão hòa đơn. Omega 6, omega 9 là chất béo không bão hòa đa. Rồi. Sau một chút về mặt kiến thức của dinh dưỡng học và y học, omega là một cái phân tử, nó gồm 22 các nguyên tử carbon nó nối lại với nhau. Rồi, vậy thì cái nối đôi mình tính từ phía sau tính tới. Carbon số 1, carbon số 2, carbon số 3. Ngay vị trí carbon số 3 nó có nối đôi và nó gắn với cái gốc metin là CH3 thì nó gọi là omega 3. Rồi, từ sau điểm tới ngay cái vị trí số 6 có nối đôi thì nó là omega 6. Từ phía sau điểm tới vị trí số 9 nó là omega 9. Tổng cộng nó có 22 vị trí. Điểm từ sau điểm tới, 3 là omega 3, 6 là omega 6, 9 là omega 9. Rồi, sự khác biệt về cấu trúc hóa học, công thức hóa học. Rồi, khác biệt cái chiều sâu khi uống vào trong cơ thể. Muốn hấp thu cái đó thì khi đưa vào trong cơ thể có sự phân cắt của enzyme đi vào, nó sẽ cắt cái nối đôi, nó hấp thu cái gốc axit phía sau, axit béo á, được chưa? Rồi, cái phần còn lại á, nó hấp thu cái phía trước, chị lỗi chị, hấp thu cái phía trước nó còn cái gốc ở phía sau. Và thì cái chỗ này nó bắt đầu mới đi trong cơ thể, nó co lại cái cholesterol dư thừa trong cơ thể, nó làng não đang dư á, nó ráp này vô, nó trở thành một phân tử omega 3 mới. Được chưa, được chưa? Nếu nói về omega 3. Rồi, nếu đó là omega 6, nó hấp thu xong nó ráp lại thành omega 6 mới, ráp lại thành omega 9 mới. Đó là cái cách thức nó giảm mỡ máu trong cơ thể. Nhưng về mặt lý thuyết, về mặt thực tiễn và về mặt chuyên môn thì tốt nhất đó chính là omega 3. Tại vì nếu omega 6 là một cái chuỗi axit, axit béo nó dài, thì cái quá trình nó tìm một cái phân tử cholesterol mới nó nối lại, thì quá trình này có thể chưa kịp nối nó đã bị oxy hóa. Thằng chín thì dài hơn, được chứ, nó càng dài thì nó càng dễ bị oxy hóa, cho nên cái tốt nhất về mặt chất béo vẫn là omega 3, nên cái công thức tốt nhất nó vẫn là omega 3. Rồi sau đó nếu như cơ thể mình cần omega 6 và omega 9, cơ thể sẽ chuyển omega 3 thành 6 9.
nhưng 6, 9 không thể chuyển thành 3. Kịp không? Tức là 3 có thể chuyển thành 6, 9 nhưng mà 9 không, 6, 9 không thể chuyển thành 3. Dạ. Về mặt tốt nhất vẫn là omega 3, là công nghệ cao nhất của chất béo. Dạ. Và tốt nhất tính tới hiện tại được ghi nhận tương thích với cơ thể con người và dễ chuyển hóa hơn, đó chính là omega 3 từ cá hồi. Và biết ơn thầy về cái thông tin của thầy là lần sau là mua mình cứ mua gọn là omega 3. Và nữa là cái hiện thực của thầy vừa nói về cái thực phẩm chức năng ấy à, thì em thấy là cũng giống em, thì lúc đấy em cứ cứ bảo là người ta khen trẻ thì thực ra cũng mấy chục năm đến cho đến thời điểm bây giờ là cũng hay dùng thực phẩm chức năng lắm ạ. Ngoài cái việc dùng tập tành ra là cái thực phẩm chức năng nó là việc nó là như cơm ấy ạ, hàng ngày thầy ạ ăn thì không vàng. Thì đấy thì mình cũng đúng là đấy là một trong những cái tác nhân làm cho cái tế bào mình nó khỏe thầy ạ. Chứ nói là tổng nghiệp thì là một cũng là một cái khía cạnh khác, nhưng mà nói về cái gốc khoa học thì vâng, gốc khoa học ấy trong những cái vâng, thì là mình cũng chăm chút, vâng chăm chút, không phải như như là bạn của em ấy thì cứ suốt ngày có thể là một ngày là đi chợ 2-3 lần, nhưng em thì một tháng có khi không đi chợ 1 lần đấy. Nhưng mà về cái thực phẩm chức năng cái này cái khác em bao giờ cũng học hỏi bạn bè và học hỏi trên sách vào cái gì tốt nhất vào cái thời điểm đấy. Ví dụ như bây giờ mình dùng nano hay cái gì ngấm vào máu chứ không phải uống viên các thứ đấy, thì là tất cả những cái đấy là em cập nhật và em sử dụng đấy, sử dụng rất nhiều ạ. Cho nên là mình khỏe là do nhiều cái, như là đây nói là bốn bốn cái góc ấy, thì là mình cái thực phẩm chức năng nó giữ một cái vấn đề nó rất quan trọng ạ. Cho nên tế bào mình khỏe thì mình sẽ khỏe, và biết ơn thầy ở hiện thực của thầy cũng cũng em cũng xê xê thế ạ. Và đang là tế bào của mình nó cũng trẻ khỏe. Cảm ơn chị Hòa. Dạ. 20-30 năm nữa mà có người tới gặp chị Hòa, ồ à, bắt đầu mới hỏi vậy nè: Hòa à, năm nay em 35 chưa? Nghe nó sướng tê rồi đúng không? Thầy ơi, em cũng báo cáo với thầy đâu, hôm đi cái cậu dẫn đoàn ấy, nó bảo đêm qua, nói thật với chị là đêm qua em mới ngồi xích ấy, lại tất cả những kia cái hộ chiếu của mọi người, nó thật em chị, em giật mình với chị, em không nghĩ chị thế đâu, tôi bị không dám nói. Thế em còn trêu đùa cậu à, định tán chị hả? Rất cười. Dạ. Vâng, đấy thầy ạ. Thực ra là cũng trẻ rồi. Ở góc độ này, cánh đàn ông chia sẻ thêm một cái bí quyết. Luật pháp Việt Nam thì chúng ta thấy là chung thủy một vợ một chồng đúng không? À, cho nên là gì? Không thể cưới vợ mới. Cho nên các anh lại học cách làm mới vợ cũ. À, học cách làm mới vợ cũ. Thì trong đó thuật dân gian và dinh dưỡng học à, nó sẽ hỗ trợ điều đó. Rồi. Vậy thì còn một cái nữa, làm rõ cái nữa là cái góc nhìn của dinh dưỡng này chúng ta tương đối đủ đầy. Sau đó mình chốt lại học phần của dinh dưỡng. Đó chính là phân biệt giữa ba cái, để không có phóng đại, không có nói quá ha, mà biết đúng đủ đều. Đó là cái khái niệm mà chúng ta cần phải nắm trong dinh dưỡng học. Đúng đủ và đều. Bởi vì dinh dưỡng là cần đều chứ không phải cần nhiều. Giống như ăn thì cơm ngày 3 bữa là đều đặn, ngày nào cũng vậy đó, suốt phần đời của con người. Thì dinh dưỡng nó y bon vậy đó. Nó cần đều chứ không có cần nhiều. Chỉ trừ một vài trường hợp nó là liên quan tới yếu tố của hỗ trợ điều trị thì lúc đó mới cần nhiều. À, rồi. Thì các anh chị chức vũ vẽ hai cái vòng tròn ra để phân biệt. À. Rồi. Cái vòng tròn bên trái các anh chị ghi vào, đó là thuốc. Cái vòng tròn bên phải các anh chị ghi, đó là thực phẩm. Rồi. Giao thoa của hai yếu tố này
À, giao thoa của hai yếu tố này, à, gọi là thực phẩm chức năng. Rồi. Vậy thì có một cái câu mà trong tất cả các chai dinh dưỡng ha, trong tất cả các sản phẩm về thực phẩm chức năng đều có ghi một cái dòng chữ mà theo cá nhân đánh giá của người chuyên môn thì nó hơi thừa. Nhưng mà trong ngành quảng cáo và trong truyền thông thì nó không thừa. Đó là gì? Cái câu nói ra là các anh chị quen liền nè. Thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Quen liền đúng không? Đã nó ghi rất là rõ, nó ghi là thực phẩm rồi thì sao là thuốc? Bản chất của thực phẩm chức năng đó là thực phẩm nhưng nó có thêm chức năng. À, sản phẩm không phải là thuốc. À, tại vì nó là thực phẩm. Người ta đã ghi là thực phẩm chức năng rồi mà còn nói thuốc. Không, đã rất là rõ cái tên của nó đã khẳng định nó là thực phẩm. Dạ, dòng họ của em thực phẩm chứ dòng họ của em không phải thuốc, tại cái tên của em là thực phẩm chức năng. Kịp kịp cái này không? Ngài, vậy là chúng ta sẽ phân biệt rõ ba cái này, yếu tố về thực phẩm. Đây, bên phải thực phẩm thì đặc điểm của thực phẩm đó chính là gì? Yếu tố của thực phẩm ha, đó là ăn uống hàng ngày, ăn đến hết đời. Đó, yếu tố của thực phẩm đơn giản nè, đó là ăn uống hàng ngày. Có cần hỏi ý kiến bác sĩ không? Ăn uống hàng ngày có cần hỏi ý kiến bác sĩ không? Có ai chuẩn bị đi chợ nấu cơm mà điện bác sĩ hỏi anh ăn gì, ăn sao không ạ? Không. Đúng chưa? Về bản chất thì cái đó mình phải tự học. Giống như cái tờ lúc nãy á. Bởi vì ăn uống là cái chuyện của ai? Ăn uống là cái chuyện của ai? Của mình ạ. À, ăn uống là cái chuyện của mình. Nên hiển nhiên là mình phải tự học làm đó. Đi hỏi bác sĩ chi? Cho nên bác sĩ thường có lời khuyên cho mình là gì? Nhớ về ăn uống nghỉ ngơi điều độ nghe. Nhưng cái mình về nhà cái mình đau đầu. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn xong về tới nhà cái nhức đầu. Ủa ăn uống nghỉ ngơi điều độ là ăn uống nghỉ ngơi sao ta? Bởi vì mặc định bác sĩ nói rằng cái đó là cái chuyện của mình nên mình phải tự tìm hiểu. Nhưng mà mình không không có tự tìm hiểu. Cho nên nhiều người hoài cũng không biết sao làm. Nên là không có khỏe được là vậy đó. Cho nên tại sao mà thầy nói là gì? Con người là giả hiểu biết là gì đó. Nghe thì có lý nhưng không biết đường làm. Rồi. Tiếp tục quay lại. Rồi. Vậy thì thuốc. Thuốc thì có ăn uống hàng ngày được không? Không. Đó. Thấy chưa? Không ăn uống hàng ngày được mà thuốc thì các anh chị phải nhớ cái từ khóa đó là gì? Thuốc là phải theo chỉ định. Thuốc là phải theo chỉ định của người chuyên môn, theo chỉ định của dược sĩ, của bác sĩ. Và thuốc có chống chỉ định, đúng không? Chỉ định và chống chỉ định, đúng không? Đã, thuốc thì có chỉ định và chống chỉ định. Chống có ô không ta? Có phải không? Có phải không? Dạ. 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 Rồi. À, chỉ định, chống chỉ định và dùng thì nó có hạn định. Ở
có hạn định, còn ăn uống là hàng ngày suốt đời. Rồi, ở đây mình phân biệt rất là rõ giữa thuốc và thực phẩm chưa? Đúng không? Rồi, chỉ còn cái lăn tăn chỗ thực phẩm chức năng thôi đúng không? Rồi, vậy bắt đầu mình coi. Ha, bắt đầu coi ha. Ví dụ, mình lấy một cái khái niệm để mình bắt đầu coi ha. Vitamin C. Rồi, theo các anh chị nó là thuốc hay là thực phẩm? Hay là thực phẩm chức năng? Đó, rồi lại cái. Nếu nó là cả ba thì nó chưa đúng. Vậy nếu nó là cả ba thì cái này không có dùng hoài được. À, thấy chưa? Đó, nó phải kỹ cái này nha. Vì C, nó vitamin C nè, là thực phẩm chức năng hay là thuốc? Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ lăn tăn cái đó đó, mới là làm rõ đơn giản nè, mới là làm rõ nè. À, ví dụ ha, đó, ngày hôm nay cái mình có lăn tăn này luôn. Thứ nhất vitamin C, ha, thường nó có trong cam, chanh, quýt, bưởi. Việt Nam mình có một trái đó là ổi, nhiều vitamin C, vân vân. Thông thường nếu vitamin C gộp chung lại thông tin chung trên thế giới á, thì nó thuộc về những cái trái nào nó có vị chua ha, có dạng muối ha, có vị chua, có dạng muối, màu cam, màu đỏ, màu vàng. Rồi, chỉ có ông ổi này là ông ngoại lệ cái đó, nhưng ổng là nhiều vitamin C. Vậy thì khi ăn mấy cái này có vitamin C không? Ăn mấy này có vitamin C không? Có. Có, vì thời điểm này mình ăn mấy này có vitamin C. Vậy thì vitamin C lúc này là thuốc hay thực phẩm? Ăn là thực phẩm rồi. À, thì lúc này nó là thực phẩm. Này chưa? Rồi, nhưng người ta bắt đầu sao? Thông qua các phản ứng vô cơ, cái người ta cái phản ứng sinh hóa, hóa dược, chất này cộng chất kia, cái người ta tạo ra được một cái vitamin C của dược phẩm, thì lúc này C nó là thực phẩm hay là thuốc? Bản chất nó cũng là axit ascorbic, nhưng mà lúc này nó là thuốc. Vậy thì nó là thuốc hay là thực phẩm, nó sẽ phụ thuộc vào cái nguyên liệu để tạo thành. Kịp kịp không? Vậy thì cùng là C, nhưng mà cam, chanh, quýt, ổi ăn hết cuộc đời thì tốt không? Ai có điều kiện thì ăn hết cuộc đời thì tốt không? Rồi, bác sĩ có cấm gì không? Nhưng mà cái viên C sủi, cái viên C từ dược ta sản xuất ra để hạ sốt này kia nè, vân vân. À, thì cái đó uống hoài được không? Thay vì nó là thuốc, mà thuốc thì phải có chỉ định,
nó phải có hạn định, nhưng bản chất của nó đều là vitamin C và đặc tính hóa học của nó là như nhau, nó đều không màu không mùi, có vị chua và tan vô hạn trong nước. Nhưng nếu là thực phẩm thì ăn hoài được, còn nếu là thuốc thì phải theo chỉ định và có hạn định, nó khác nhau chỗ đó thôi. Vậy thực phẩm chức năng là gì? Thì nó cũng là dạng viên, nhưng bắt đầu người ta sẽ lấy chiết xuất trong thực phẩm ra đúng bản chất nè, người ta chiết xuất cái này ra thành dạng viên ha, đây nè, chiết xuất thành dạng viên, nén thành viên hoặc bột hoặc chất lỏng tùy vào công nghệ và hãng, thì cái lúc này nó là thực phẩm chức năng. Bởi vì bản chất của nó, cái nguồn nguyên liệu là lấy từ thực phẩm, thì nó là thực phẩm chức năng. Vậy thì lúc này thực phẩm chức năng dùng hoài được không? Được, bởi nó là thực phẩm. Nhưng mà bởi vì ổng là thực phẩm chức năng, ổng chiết xuất thực phẩm từ thực phẩm, nhưng ổng có được một cái chút của vai trò của thuốc, thấy không? Một, thấy không? Thấy có một số chức năng của thuốc không? Có thấy không? Thực phẩm chức năng có điều kiện dùng hoài là tốt. Nhưng mà các anh chị thấy nó có một cái vai trò của thuốc, một gốc của thuốc không? Cho nên thực phẩm chức năng dùng đúng vẫn có vai trò điều trị, nhưng không thể thay thế được thuốc, bởi vì nó chỉ là một gốc của thuốc với một cái tính năng nào đó. Ví dụ khi bị nóng sốt cảm thì dùng vitamin C, cảm nhẹ bình thường ăn cam chích, ăn cam quýt ổi bưởi vân vân, lấy nước ép uống ra người ta cũng khỏe, bởi vì nó có vitamin C. Muốn nhanh gọn lẹ dùng thuốc vitamin C, rồi muốn an toàn này kia hàm lượng cao thì dùng thực phẩm chức năng vitamin C vẫn được bình thường. Rồi lan đổ trong thực phẩm chức năng có chất bảo quản thì dùng hoài có sao không thầy? Ngày hôm qua không có học nên mới hỏi cái câu này, đúng không? Hôm qua có học không chị Lan Đỗ? Có, chị còn nhớ cái dưỡng chất thực vật không? Dạ nhớ thầy, có nghĩa là cái chất bảo quản là chiết xuất từ thực vật luôn không thầy? Đúng rồi. Cho nên thực phẩm chức năng đúng nghĩa là chất bảo quản của nó là từ tự nhiên luôn, là dưỡng chất thực vật. Dạ vậy rồi. Vậy thì nó có ảnh hưởng không? Dạ không ạ. À, tốt cho sức khỏe, bởi nó còn mang tính hỗ trợ cho chống lão hóa nữa. Dạ, em biết anh thầy ạ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, tới đây kịp chưa? Tới đây còn lăn tăn gì nữa về ba cái này không? Cho nên về yếu tố của dinh dưỡng học, các chuyên gia đều khuyên ha, nếu như có tài chính thì thực phẩm chức năng nên dùng. Người ta chỉ lo ngại hôm qua mình nói đó, dùng thực phẩm chức năng chỉ sợ có một bệnh thôi, đó là viêm màng túi. Người ta chỉ sợ cái bệnh đó thôi. Và cái thứ hai nữa, đó là người ta sợ lạm dụng. Đó. Rồi cái chữ chiết xuất là cái chiều sâu và đỉnh của nó luôn nha. Còn nếu mình dùng từ chính xác á, là nguồn gốc từ thực vật thì nó mới chính xác hơn. Tại vì chiết xuất hoàn toàn từ thực vật thì không bao giờ mình mua nổi, mà là chiết xuất từ cái thực vật á, người ta bổ trợ thêm cái công nghệ thêm vô, thì cái nguồn gốc á, thì nó mới chuẩn xác hơn. Tại vì sao? Tại vì đơn giản theo thông tin, cái này là các anh chị tham khảo thêm nha, tại vì thông tin này Vũ chỉ nghe được một vài người trong ngành dược ta chia sẻ thôi. Đó là gì? Nếu chiết xuất hoàn toàn vitamin C từ thực vật á, nếu 1 ký vitamin C mà hoàn toàn từ thực vật nha, 100% từ thực vật á,
Thì cái giá thành của 1 kg vitamin C hoàn toàn từ thực vật có thể sản xuất được 500 kg vitamin C từ tá dược. Kịp kịp không ạ? À? Cho nên thông thường thì những cái vitamin C là từ thực phẩm chức năng mà công nghệ cao tới bây giờ thường nó chỉ khoảng là gì? Nó có trong đó là khoảng là 25 tới 35% từ thực vật là đã đỉnh rồi. Còn lại là từ tổng hợp, nhưng mà cái nguồn gốc cũng từ thực vật. Còn hoàn toàn 100% luôn thì cái giá nó không có thấp. Rồi. Vitamin C thì vẫn có dạng viên, vẫn có dạng bột, vẫn có dạng lỏng, canxi cũng tương tự. Loại khác cũng tương tự. Đó, thì tùy vào các đặc trưng của cái hãng của nó và cái công nghệ thì ta sản xuất ra loại nào. Ví dụ như là vitamin E đi thì vẫn có dạng dạng dầu, vẫn có dạng viên nén. Rồi, kịp hen. Chiết xuất chiết là T hả? Rồi. Sợ hàng giả nữa hả? Ồ, cái đó thì mình cái chuyện đó là cái chuyện thường ngày ở huyện. Cái gì mà không có hàng giả? Chỉ có răng giả là người ta không bắt thôi, tóc giả người ta không bắt thôi, tiền còn có tiền giả mà. Dạ em mời chị Lan đổ, mở mic chị. Thầy ơi, cho em hỏi lại cái bài ngày hôm qua tí xíu là hôm qua là có ba nhóm là Đa lượng, vi lượng, dưỡng chất thực đa vật. lượng với lại dưỡng chất thực vật, thì cái đa lượng đó là có chất bột đường, thì hôm qua là thầy có nói là cái chất xơ là nó nằm trong bột đường đó thầy. Dạ. Vậy thì cái em chưa hiểu là cái dưỡng chất thực vật nó là rau củ quả hàng ngày mình ăn, hay là nó hay là rau củ quả là nó nằm trong cái nhóm, hay là nằm bên chất xơ bên kia thầy. Cái chỗ đó em hơi lăn tăn, là em tưởng là cái chất xơ là nó phải là nằm bên chỗ dưỡng chất thực vật, là nằm trong rau củ quả mình ăn chứ. À, hơi lăn tăn cho đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đầu tiên là trong rau củ quả nó có chất xơ, nó có vitamin, nó có khoáng chất và nó có dưỡng chất thực vật. Hình dung không? Kịp không? Nè, rau củ quả. Được chưa? Trong rau củ quả nó có vitamin, nó có khoáng chất, nó có dưỡng chất thực vật, nó có chất xơ. Được chưa? Được chưa? Dạ được ạ. Tới đây kịp chưa? Tới đây kịp không? Dạ kịp. Rồi, ý thứ hai. Chất xơ về mặt bản chất nó nằm trong nhóm bột đường. Nhưng cơ thể con người không có chuyển hóa năng lượng được từ chất xơ, mà chỉ hỗ trợ cho vai trò nhuận trường. Còn các loài động vật ăn cỏ, nó có cái enzyme chuyển hóa chất xơ thành năng lượng. Bởi vì chất xơ chuyển hóa được thành năng lượng á, thì nó mới là đa lượng. Bản chất của nó có năng lượng, nhưng mà do con người không có cái men chuyển hóa đó, nên nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho tiêu hóa thôi. Nên về mặt chiều sâu của nó nằm trong nhóm bột đường. Nó nằm trong nhóm bột đường. Hiệp ý chỗ này không? Tức là rau củ quả nó bao hàm nhiều chất, trong đó có chất xơ. Rồi, có một số rau củ quả thì trong đó có đường luôn không? Có không? Có không? Có Có chứ. có Cái cây nó chín, nó ngọt, nó có bột đường không? dạ có À, nó có chất xơ không? Trái cây chín nó có chất xơ không? dạ có À, thì hiểu ý này không? Nên cái mâm cơm mình dọn ra là hình tướng mình dọn, còn phân tách cái chất ra là cái vi tế bên trong khi nó đã chuyển hóa cái chất cuối cùng mình lấy cần đó. Không phân tích ngược lại được.
mà là trong rau củ quả trái cây bất kỳ, nó đều có vitamin, đều có khoáng chất, đều có dưỡng chất thực vật, và nó có thể nó có luôn chất đạm, nó có thể có luôn bột đường. Và thậm chí trong rau củ quả trái cây, nếu mà dùng công nghệ phù hợp, nó có luôn chất béo. Dạ Hiểu ý không ta? dạ dạ về về phía về cái dưỡng chất thì em hiểu, nhưng mà em đang không hình dung được là về cái tỷ lệ trong cái mâm cơm của mình ở đây. Có nghĩa là trước giờ em cứ nghĩ là bột đường thì nó là ví dụ như cơm là cái nhóm bột đường thôi thì là nó chiếm tỷ lệ là 50-60%, rồi còn lại là phần đạm rồi phần chất béo rồi rau củ quả. Ý là em bây giờ là cái phần rau củ quả trong bữa ăn của mình làm xếp vô cái là nó không về 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 số về hình tướng là nó không có phải là nằm trong bột đường đúng không thầy? Nó là nằm trong bột đường là mình phân tích về cái chất trong đó thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Còn cái số Đúng. lượng, còn cái số lượng hình tướng bên ngoài là nó không phải là nằm trong cái 50-60% của bột đường đúng không thầy? Mình phân tích chiều sâu á thì tùy vào loại thực vật nó mới có luôn cái bột đường. Còn về hình tướng, về mặt dinh dưỡng học, khi ăn rau quả trái cây thì người ta thiên về để lấy cái dưỡng chất thực vật, thiên về lấy chất xơ, thiên về lấy vi chất. Còn chất bột đường nhiều thì thường người ta lấy trong cái gì, cơm, bún, mì, phở, nó chuyên cho bột đường. Nhưng mà trong rau củ quả nó vẫn có bột đường, nó vẫn có chất béo, nó vẫn có chất đạm. Ví dụ cái người ta ăn đậu nành đi, ăn rau rau nành đó, người ta ăn thêm các loại hạt, thì trong đó bản chất nó là thực vật đúng không, nhưng mà nó có đạm không? Có. Có rồi. Nó có đường không? Có. Có rồi. Một số loại ép ra nó có dầu không? Có. Nó vẫn có béo không? Có. Có chứ. Vậy thì trong thực phẩm hàng ngày mình ăn, trong thực vật thì hầu như tất cả các chất nó đều có, nhưng mà ít hay nhiều. Vì bản chất của rau củ quả mình ăn để lấy bột đường thì ăn không nổi, ăn không Dạ đủ. Hình dung được chưa? có nghĩa là hôm qua thầy nói là ví dụ như cái lượng mà rau củ quả một ngày một người lớn ăn khoảng nửa ký Dạ. là mình không có cần thiết phải là xếp nó vô cái là bên thực vật hay là bên chất xơ hay gì, mà mình chỉ biết cái lượng nó khoảng như đó là được thôi nè. Lượng khoảng bao nhiêu đó là nó để hỗ trợ cho vi chất, nó hỗ trợ cho chất xơ, dưỡng chất thực vật. Dạ À, người ta thiên về cái gốc đó, vi chất á là chính. Còn cái nhóm đa lượng là bản chất của nó phân biệt trong cái dinh dưỡng là nó có năng lượng, Dạ. mà năng lượng cao cho một người phục vụ hàng ngày, cho nên mới tách biệt ra ba cái chất là đường, đạm, béo. Dạ rồi, dạ rồi. À, tới đây kịp không? Dạ. Tại vì hôm qua em thấy là có cái thầy nói cái chỗ mà cái chất xơ nó lại nằm trong nhóm bột đường, cái em hơi bị lăn tăn là vậy là nó Dạ. phải tính hai lần hay là nó chỉ tính. Không mới tính luôn, tại vì chất xơ nó chuyển hóa thành năng lượng không? Dạ. Nó chuyển thành năng lượng không? Dạ có. Không. À, không, không. À, vậy nó chỉ trong cái trường hợp đó nó có vô nhóm bột đường không? Dạ không. À, về tính năng của nó, cung cấp về năng lượng thì nó không tính vô nhóm bột đường, nhưng về bản chất của cái chất đó là nó nằm ở bột đường. Hiểu hiểu ý này không? Dạ em hiểu rồi thầy. Ừ, dạ. Dạ em biết Bản rồi chất của thầy. nó là thuộc nhóm bột đường, nhưng bởi vì nó không có năng lượng khi mình ăn vào, cho nên người ta không đưa nó vô nhóm bột đường trong đa lượng. Ý đơn vị đó. Rồi, đẹp hen. Nhưng mà con trâu, con bò, con dê này kia nó ăn, thì nó ăn cỏ vô thì nó lại thuộc nhóm bột đường, tại vì nó chuyển hóa được năng lượng. Rồi. Rồi, vậy thì lộ trình của dinh dưỡng các anh chị nắm giúp Vũ nè. Này, các khái niệm nguồn tổng kết lại của dinh dưỡng học của Tây y hôm qua thì mình nắm lại năm cái khái niệm nguồn rồi đúng không? Hôm qua mình nhớ cái sơ đồ khái niệm nguồn của Tây y chưa? Nói rồi đúng không? Rồi bây giờ khái niệm nguồn, sơ đồ khái niệm nguồn của dinh dưỡng học. Đây, chúng ta cần nắm cái sơ đồ khái niệm nguồn của dinh dưỡng học để các anh chị bắt đầu tự đào sâu cho chính mình ở mức độ nào là tùy các anh chị.
ha. Đây, bắt đầu mình ghi vô cái sơ đồ khái niệm nguồn của dinh dưỡng học. À, và các anh chị lưu ý là mình đang dùng cái khái niệm nguồn phần lớn đó là của dinh dưỡng học hiện đại. Rồi, thì đầu tiên các anh chị cần nắm giúp Vũ về khía cạnh của dinh dưỡng học á, thì gai mặn không quan trọng, cái quan trọng là gì? Là đủ chất. Rồi, nên cái khái niệm nguồn đầu tiên mình cần nắm đó là làm sao đủ chất. Đó là cái thứ nhất các anh chị cần nắm. Rồi, quá trình đủ chất này ta làm rõ thêm cái đủ chất rồi, nhìn mỗi một cái đó lượng nó nhiều. Nó đủ lượng. Là ý thứ hai. Mỗi chất đó đó lượng nhiều. Rồi, sau khi chất và lượng đủ rồi thì cái trọng điểm nó chính là gì? Đều và đúng. Được chưa? Rồi, đủ lượng. Rồi sau khi mình biết đủ chất đủ lượng rồi thì hàng ngày chất lượng này nè, làm sao mình ăn đều. Đã, dinh dưỡng là cần cung cấp đều hàng ngày chứ không phải nhiều. Được chưa? Cung cấp đều. Hả? Ăn đúng thì mình nhớ thói quen quay lại cái quan niệm số 4. Đủ lượng, đủ chất và ăn đều. Rồi cái chiều sâu của nó là nó hướng tới cái sức khỏe mong muốn. Đó là định hướng của cái điều này. Nên đó là một hành trình. Tới đây kịp không? Rồi. Nó có mấy cái thôi. Hả? Rồi, vậy thì để đủ chất mình sẽ làm gì? Bắt đầu mình mới dẫn dắt vào nè. Đủ chất thì hình tướng cơ bản nhất là mình sẽ dựa vào bữa cơm của gia đình, cái mình phân tích ra. À, về hình tướng nè, mình dựa vào bữa cơm của gia đình nè để mình cơ đủ không, liệt kê ra có bao nhiêu chất, rồi sau đó từ cái bữa cơm đó đó mình mới bắt đầu theo dinh dưỡng học thì mình mới đưa ra là nó còn ba nhóm chất, chung quy lại cho mình dễ nhớ chứ liệt kê mâm cơm thì nhiều món quá nhưng gom lại nó chỉ còn có ba nhóm, nó là đa lượng, vi lượng và dưỡng chất thực vật. Được chưa? Rồi theo viện dinh dưỡng thì các anh chị bắt đầu nhớ tới cái tháp dinh dưỡng thì nó còn 7 nhóm, nếu phân ra chi tiết hóa thì nó 7 nhóm tháp dinh dưỡng. Đó. Nó phân ra chi tiết là ở đây, còn hình tướng là bữa cơm và tháp dinh dưỡng. Hôm qua về có ai tìm hiểu về tháp dinh dưỡng chưa? Có anh chị nào tìm hiểu tháp dinh dưỡng chưa các anh chị? Có ai tìm hiểu tháp dinh dưỡng chưa? Chưa luôn hả? Rồi, vậy tối nay về tìm hiểu lại. Các anh chị lên Google, các anh chị đánh cái nguồn của viện dinh dưỡng nha. Đó là tháp dinh dưỡng cho người Việt. Thì trong đó nó có độ từng độ tuổi luôn. À, từ 3 tới 5 tuổi, 5 tới 10 tuổi, 10 tới dậy thì 13 tuổi, rồi thanh thiếu niên, người già sao, người trưởng thành sao, có hết cái đó. Nó tổng cộng bề mặt cơ bản của cái tháp dinh dưỡng, các anh chị sẽ có khoảng 5 cái tháp dinh dưỡng á.
khoảng 5 cái tháp dinh dưỡng. Nếu như các anh chị muốn tìm hiểu kỹ về cái tháp dinh dưỡng cho người Việt Nam của mình, tổng cộng là khoảng 5 cái tháp dinh dưỡng á, ha, cho từng độ tuổi á, anh chị ghi vô để mình nhớ. Nhưng mỗi tháp thì nó sẽ có cái lượng khác nhau. Ví dụ đơn giản nha, về cái góc độ của dinh dưỡng học, về theo cái góc nhìn của bên viện dinh dưỡng cho người trưởng thành á, thì đầu tiên nè, cái tầng ở dưới nè, cái tháp dinh dưỡng hình tam giác á, thì ở dưới gốc là lớn nhất, là nhiều nhất. Thì đầu tiên à, đó, người ta khuyến nghị đó chính là nước uống hàng ngày à, thì 8 cho tới 12 đơn vị. Theo tháp dinh dưỡng người ta tính là đơn vị 8 cho tới 12 đơn vị trên ngày. Mỗi một đơn vị là một ly nước. Mỗi một đơn vị là một ly nước đó. Một ly nước khoảng 200 ml đó, thì là khoảng 2 cho tới 3 lít nước trên ngày. Đó là theo tháp dinh dưỡng của người Việt. Rồi cái thứ hai nhiều nhất là nước, cái thứ hai là ngũ cốc. Cái tầng thứ hai đó là ngũ cốc. Đó, thì ngũ cốc là từ 12 tới 15 đơn vị cho người trưởng thành nha. Bổ liệt kê đây là các anh chị lên tìm lại của viện dinh dưỡng á, thì 12 tới 15 đơn vị. Đó. Thì người ta mới tính đó là gì, trong ngũ cốc á thì cái đơn vị tính của nó đó, đó là một đơn vị thì nó bằng với một cái một phần ba chén cơm, nó khoảng 50 55 60 gram cơm, nó tương ứng với khoảng là một cái lát bánh mì à, nó khoảng củ khoai tây hoặc là củ khoai lang đó đó, đó. Thì cái đó là mình thấy là một đơn vị ha. Vậy thì một ngày như vậy là từ cái ngũ cốc người ta cần á, nó khoảng 12 cho tới 15 đơn vị, thì mình thấy là tầm khoảng 3 chén cơm đó. Cho tới 3 cho tới 6 chén tùy người đó. Rồi thì nó bằng với khoảng 4 5 tô phở vậy đó. À, nó có cách tính trên đó đơn giản lắm. Rồi, cảm ơn chị Nguyên Dương đã gửi lên rồi đó, tháp dinh dưỡng cho nó. Dạ đó, thì mình tính tiếp cái đó, bên viện dinh dưỡng người ta có liệt kê chi tiết cái đó. Rồi rau quả, rau thì khoảng 3 tới 4 đơn vị trên một ngày. Một đơn vị rau thì tương ứng với khoảng 80 gram rau quả à, thì 3 tới 4 đơn vị, quả là 3 đơn vị, thì cộng hết lại là khoảng 6 6 đến 7 đơn vị. 6 tới 7 đơn vị, mỗi đơn vị là 80 gram, thì nó tương ứng khoảng 560 560 gram rau quả hàng ngày. Đó. Rồi. À, về chất đạm nó bao hàm như là thịt nè, hải sản, trứng, đậu đỗ các loại hạt, thì người ta khuyến nghị tháp dinh dưỡng người Việt là 5 tới 6 đơn vị. 5 tới 6 đơn vị trên một ngày cho một người trưởng thành. Một đơn vị là tầm khoảng 30 gram thịt. Tùy vào loại thịt, thịt gà thì hơn 40 à, nếu trứng gà thì 47 gram, thì đó mình nhân lên thôi đó. Rồi sữa là một đơn vị hàng ngày là khuyến nghị khoảng 100 ml sữa dùng thêm, hoặc là hộp sữa chua đó. Chất béo thì một đơn vị trên ngày đó. 5 đến 6 đơn vị trên ngày, mỗi đơn vị khoảng muỗng dầu ăn 5, 5 gram đó. Cho phép cái đó. Đường với muối là thấp, muối là dưới 5 gram, là khoảng chừng nửa muỗng muối thôi á. Hả? Nhưng mà mình thì dùng muối hơi nhiều, đường thì dưới 5 đơn vị, tức là tối đa khoảng 5 muỗng cà phê. Thì mình thấy là người Việt hiện tại là cái nhu cầu về dinh dưỡng thì mình ăn chưa cân đối, đặc biệt là đồ mặn nè, đặc biệt là đường nè, nó hơi nhiều. Nên search lại cái này là bên viện dinh dưỡng có hết, các anh chị lên Google search là nó ra ha. Cái này là phổ cập hay do cộng đồng hóa rồi cho nó đơn giản lắm đó. Rồi vậy thì đủ chất thì mình có thể biết được trong mâm cơm đa dạng thì được rồi đó. Đó thì trong cái khía cạnh này, trong cái bí mật này đó, bí quyết chứ lộn, chứ không phải bí mật, thì cái này đơn giản đó là chỉ cần ăn đa dạng à, đa dạng nhiều màu
đó, đa dạng nhiều màu là nó tương đối về chất ổn cho mình đó, đa dạng nhiều màu đó. Rồi đó là về đủ chất. Còn về đủ lượng thì cái chỗ này các anh chị nhớ thêm cái dấu cộng, bởi vì cái phần lượng này thì tính tới hiện tại đó, các anh chị dùng cái dấu cộng, đó là mở rộng cái khái niệm nguồn, mở rộng hệ quy chiếu thực phẩm bổ sung. Mở rộng ha, mở rộng cái góc nhìn. Mở rộng hệ quy chiếu thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng. Rồi, sau đó duy trì hàng ngày và định hướng sức khỏe như mong muốn. Này, dinh dưỡng nó có khái niệm nguồn đơn giản vậy đó. Đó. Rồi, trong đủ chất đủ lượng thì các anh chị nhớ sơ đồ, mỗi cái nó đều có sơ đồ riêng, là chiều sâu các anh chị muốn đào sâu thì nó có sơ đồ à, cái sơ đồ mấy cái ô chữ nhật á, trong cái đủ chất này bao nhiêu chất thì các anh chị nhớ cái sơ đồ ra, lượng bao nhiêu thì có cái sơ đồ à. Rồi cái chữ đều, trong cái chữ đều để đạt cái tối ưu của đều thì làm sao trong mỗi bữa ăn đó đó các anh chị đảm bảo ba cái tiêu chí trong cái mâm cơm gia đình, trong cái quan niệm số 4 đó, nó chính là cái gì đây, cái chữ đều này nè, ba cái nó đều để đảm bảo luôn luôn cái tối ưu của nó. Đều là gì? Cái thứ nhất đó là dinh dưỡng, là đủ chất đủ lượng đó. Cái thứ hai đó là cái thói quen, và cái thứ ba thì chính là không khí, là bữa cơm gia đình. Rồi, đó, khái niệm nguồn dinh dưỡng các anh chị cần nắm nhiêu đó là ổn rồi đó. Là bắt đầu tương đối đủ đầy. Rồi sau đó chiều sâu, sau đó thì các anh chị nghiên cứu sâu thêm cái tính ứng dụng diệu dụng của nó. Đi vào trong thực tiễn cuộc sống của cái sức khỏe mong muốn. Đó. Cái hướng tới cái này nè, dinh dưỡng hướng tới sức khỏe mong muốn. Đầu vào, đầu ra. Rồi các anh chị bắt đầu thấy cái bức tranh tổng thể của cái dinh dưỡng nó đơn giản lại chưa? Thấy cái bức tranh về dinh dưỡng nó đơn giản lại chưa? Dạ. Rồi, về mặt chuyên môn, nếu ai mà muốn chiều sâu nữa thì thêm một từ. Đó là chuyển hóa. Tức là ăn vô nó chuyển hóa hay sao á? Thì đó là chiều sâu. À, nếu chiều sâu ha, các anh chị muốn tìm hiểu thêm á, đó là chuyển hóa. À, nhưng mà các anh chị muốn phổ quát thì các anh chị dùng một từ đó là hệ tiêu hóa, tìm hiểu về hệ tiêu hóa. À, có thể ghi thêm câu đó. Nếu như các anh chị muốn đủ đầy thì các anh chị tìm hiểu thêm đó là hệ tiêu hóa, tìm hiểu thêm ha. Không tiêu hóa. Nên là hệ tiêu hóa cũng được. Đó, thì lúc này là các anh chị có bức tranh toàn cảnh về cái dinh dưỡng. Đó. Xong rồi đó. Dinh dưỡng nó có nhiều đó. Này cũng lần đầu Vũ tổng kết lại cho bức tranh tổng tổng quát này về dinh dưỡng. Nhiều người ta gặp nó chưa có đơn giản được á, cho nên giờ mình thấy để cho nó ra công thức cho đơn giản lại, cái lộ trình của dinh dưỡng nó đơn giản như thế.
Ngài được khen. Ngài chốt học phần dinh dưỡng. Ngày mai chúng ta sẽ tới học phần về đông y. Ngài. Được ha. Ngày ai có cái bài học tâm đắc gì đó thì chuẩn bị rồi ngày mai họp lại, ngày mai họp sau họp hoặc chia sẻ đầu buổi. Dạ, ưu tiên hàng đầu là những bài học liên quan, à, những cái bài học tâm đắc ngộ ra liên quan tới lớp học. Còn những cái yếu tố về bệnh lý thì mình chậm chút nữa ha, chậm chút xíu nữa. Đó. Và xen kẽ trong cái lộ trình này là chúng ta sẽ tư duy, à, thêm cái học phần tư duy cho nó có chiều sâu chút xíu. Để cuối cùng cái mình tổng hợp lại cái mình tư duy theo bốn cái góc nhìn cho nó đơn giản. Dạ, coi là sơ đồ hả? Dạ, rồi, coi là sơ đồ giúp Vũ. Dạ. Cái chỗ đủ lượng á, nếu mà các anh chị muốn chính xác luôn thì cái lượng này nè, nó phải đi qua cái từ chất luôn, qua tới đây nè. Lên tới đây, ha. Đó, thì nó mới đúng. Ngại. Xong hen. Dạ. Cái này các anh chị có thể xem lại trên kênh Telegram của ban tổ chức. Tất cả các tờ giấy Vũ viết á, đều có chụp lại để gửi lên cho cả nhà. Dạ. Ngày kết thúc tối nay. Hẹn gặp lại ngày mai với học phần về Đông y. Dạ. Biết ơn cả nhà.